Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Đây là video truyện audio. Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 1660 đến 1664. Tập 1660. Tuyết tỷ tỷ, đừng có gấp, chúng ta có thể từ từ tu luyện. Thỏ Ngọc chắp tay một cái hạ nhược tuyết ngực, một mặt ngoan ngoãn hình dáng. Nếu như thiên đạo của người ở chỗ này, nhất định sẽ đặc biệt kinh ngạc, bởi vì cái này Thỏ Ngọc chính là truyền thuyết bên trong thượng cổ đại hung huyết mạch cường đại nhất tồn tại bị chấn áp tại bi thiện đại đế mộ trong phủ thái âm ngọc thỏ nguyên lai like, thái âm ngọc thỏ bị đế uyên điện bắt đi sau đó trộm một môn tiểu nguyên thuật trốn chạy ra cũng trốn về thần quốc đánh bậy đánh bạ dưới lại chạy trốn tới sùng quang nơi trôn cất đế uyên điện bị mất tiểu nguyên thuật phái ra vô số cường giả đuổi giết thái âm ngọc thỏ tuy may mắn chạy khỏi nhưng cũng bị đánh trọng thương chạy tới sùng quang nơi trôn cất thời điểm đã là thoi thóp mất đi sức chiến đấu hạ nhược tuyết vận dụng luân hồi tinh diễm không phí nhiều sức ung dung luyện hóa thái âm ngọc thỏ lệ khí hung hồn cũng để cho luân hồi tinh thạch tinh linh ký túc ở thái âm ngọc thỏ trong thức hải trực tiếp đoạt xác ngày xưa hung tàn thái âm ngọc thỏ hoàn toàn chết bây giờ bị hạ nhược tuyết ôm vào trong ngực nhưng thật ra là trước kia tinh linh tiểu muội nàng đoạt xác thái âm ngọc thỏ thân thể đổi tên kêu tiểu bạch ngày xưa thượng cổ đại hung đã hoàn toàn thành hạ nhược tuyết thú cưng nàng vô căn cứ đạt được như thế cường đại thú cưng, cái này cơ duyên tạo hóa, đơn giản là nghịch thiên. Nhưng càng nghịch thiên cơ duyên, còn ở phía sau. Đừng quên, thái âm ngọc thỏ từ đế uyên điện trong phòng kho, trộm đi một môn tiểu nguyên thuật. Nguyên thuật, hàm chứa võ đạo cuối cùng bí ẩn, coi như là tiểu nguyên thuật, cũng có nghịch thiên nguyên đạo diệu pháp, so với giống vậy võ đạo thần thông, không biết lợi hại hơn nhiều ít. Nếu như có thể lĩnh ngộ, thiên địa nguyên khí thêm thân, tu vi tuyệt đối muốn đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể một bước lên trời, trở thành trong truyền thuyết thần đế. Đây chính là nguyên uy lực. Một khi lĩnh ngộ, đủ để cho người lột xác, ngay tức thì nghịch thiên. Thái âm ngọc thỏ trộm đi tiểu nguyên thuật, kêu minh nguyệt thiên thư, là đao kiếm nhật nguyệt bốn cuốn vô tự thiên thư một trong, hàm chứa quá thanh ánh trăng thủy nguyên bí mật, là ánh trăng ngọn nguồn. Mấy ngày nay thời gian, hạ nhược tuyết một mực đang tu luyện minh nguyệt thiên thư. Minh nguyệt thiên thư, là một trong bốn cuốn thiên thư đặc biệt phức tạp, coi như là diệp thần tới, chỉ sợ cũng không cách nào lĩnh ngộ. Nhưng Hạ Nhược Tuyết thú cưng vừa vặn là Thái Âm Ngọc Thỏ, trong huyết mạch có đặc biệt đậm đà quá thanh ánh trăng hơi thở. Ở Thái Âm Ngọc Thỏ phụ tá hạ, Hạ Nhược Tuyết cũng là bước đầu mò tới Minh Nguyệt Thiên Thư ngưỡng cửa, chỉ kém một tầng cửa sổ giấy là có thể hoàn toàn đột phá. Một khi hiểu được Minh Nguyệt Thiên Thư, nàng tuyệt đối muốn một bước lên trời, trở thành trong truyền thuyết thượng cổ thần đế. Ùm ùm ngay tại lúc này bầu trời phương xa truyền tới kinh thiên vang lớn từng đạo khí tức cường đại hung hãn gào thét tới chuyện gì xảy ra tập thể dục sáng sớm trên trận diệp lăng thiên cảm thụ vậy từng đạo khí tức cường đại sắc mặt nhất thời biến đổi tại chỗ diệp ra các đệ tử cũng là một mặt ngạc nhiên xung quanh nơi chôn cất vị trí đặc biệt bí mật cơ hồ không người nào biết tại sao có thể có kẻ địch xông vào thiên thần cảnh tầng 8 mà hạ nhược tuyết vậy bắt được một cổ kinh khủng hơi thở. Xông vào sùng quang táng trong đất kẻ địch, người mạnh nhất ước chừng đạt tới thiên thần cảnh tầng 8. Chẳng lẽ là đế uyên điện người? Hạ nhược tuyết tiếu mặt trầm xuống, nàng vô căn cứ đạt được thái âm ngọc thỏ và minh nguyệt thiên thư. Có thể nói là vận khí nghịch thiên, cơ duyên tạo hóa vô cùng, nhưng cái này cơ duyên sau lưng, nhưng cất giấu thiên đại nguy hiểm. Dẫu sao, minh nguyệt thiên thư là đao kiếm nhật nguyệt một trong bốn cuốn thiên thư, là trong truyền thuyết nguyên thuật, coi như đối với đế uyên điện mà nói, vậy là đặc biệt chân quý tồn tại. Nếu như bị đế uyên điện biết, Minh Nguyệt Thiên Thư ở trên tay nàng, nhất định sẽ phái người đuổi giết cướp đoạt. Tội nữ hạ nhược tuyết ở chỗ nào? Mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Một đạo lanh lảnh long ngâm, từ chân trời chuyển tới. Chỉ gặp một đầu uy vũ rồng thần, mang mười mấy người mặc thiên đạo cung quần áo cường giả, gào thét bay vũ tới. Không phải đế uyên điện, là thiên đạo cung người. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp cả kinh, đầu kia uy vũ rồng thần, chính là Viêm Thiên Long thần. Nhiều ngày không gặp, nàng không nghĩ tới Viêm Thiên Long thần lại có thể đột phá tới thiên thần cảnh tầng 8, xem ra khác có kỳ ngộ. Tộc trưởng, Thiên đạo cung người đến, làm thế nào? Diệp ra các đệ tử, nhìn Viêm Thiên Long thần khoáng đạt thân thể, nhất thời lộ ra sợ hãi thần sắc. Thiên thần cảnh tầng 8, hơi thở đích thực quá đáng sợ, đơn giản là không thể chiến thắng. Rút lui, trốn linh lung bảo tháp bên trong. Diệp Lăng Thiên sắc mặt rất là khó khăn xem, đoạn thời gian này tu luyện, hắn đã đột phá hỗn độn cảnh, đạt tới thiên thần cảnh sơ kỳ, nhưng đối mặt viêm thiên long thần, vẫn là không có bất kỳ phần thắng nào. Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ muốn đến một cái biện pháp, chính là tạm thời trốn linh lung bảo tháp bên trong đi, lại nghĩ biện pháp thông báo Diệp Thần, chờ cứu viện. Diệp ra cổ bảo linh lung bảo tháp, mặc dù không phải là hồng mông trí bảo, nhưng cũng là về phẩm chất ngồi nhất lưu pháp bảo, đủ để tạm thời ngăn cản thiên đạo cung mũi nhọn. Nhưng muốn thoát khốn, trừ phi là Diệp Thần trở về, nếu không không có bất kỳ cơ hội. Nghe hắn mà nói, chung quanh Diệp ra các đệ tử, lật đật đi linh lung bảo tháp bỏ chạy. Viêm thiên long thần bàn cứ ở trên trời, nhìn phía dưới hình ảnh, hư lạnh một tiếng, cũng không có quản chạy trốn đệ tử, mà là trực tiếp hạ xuống, dẫn người giết hướng hạ nhược tuyết. Không tốt, nhược tuyết cô nương gặp nguy hiểm. Diệp lăng thiên mặt liền biến sắc, lập tức hướng phương xa đỉnh núi lao đi. hắn mặc dù không phải là viêm thiên long thần địch thủ, nhưng muốn hắn nhìn hạ nhược tuyết xảy ra chuyện như là tuyệt đối không thể. dẫu sao hạ nhược tuyết là diệp thần người phụ nữ, nếu như nàng phát sinh bất ngờ, hắn thật không biết như thế nào hướng diệp thần giao phó. tuyết tỷ tỷ, chú ý nha. tiểu bạch thấy viêm thiên long thần hạ xuống, tròn hèn hạ con ngươi cũng là lộ ra thần sắc kinh hoàng, từ hạ nhược tuyết trong ngực nhảy xuống, trên mình thả ra từng luồng ánh trăng hóa thành từng đạo nguyệt nha lưỡi dao sắc bén, ngang nhiên chạy giết ra. Ồ, thái âm ngọc thỏ, cái này đại hung, tại sao lại ở chỗ này? Viêm thiên long thần thấy một màn này, nhất thời vô cùng khiếp sợ, long chảo vung lên, kích phá nguyệt nha lưỡi dao sắc bén. Chợt lắc mình một cái, hóa thành hình người, dẫn người đáp xuống, thùng sắt vậy bao quanh hạ nhược tuyết. À, còn có minh nguyệt thiên thư, cái này môn nguyên thuật, lại có thể vậy rơi vào ở trên tay người hắn thấy hạ nhược tuyết trên tay còn có một quyển thiên thư phía trên mơ hồ tràn ra huyền ảo nguyên khí nhất thời cả kinh thất sắc không nghĩ tới không nghĩ tới à nguyên lai đế uyên điện bị trộm đi thiên thư lại có thể bị ngươi cầm viêm thiên long thần chen đích một tiếng rút ra bạch hổ đoạn hồn đao ánh mắt vẫn lộ vẻ rung động thần sắc lại xuất phát trước hắn liền cùng huyên viên mặc tà thảo luận qua thái âm ngọc thỏ, trộm đi đế uyên điện nguyên thuật sự việc hắn như là không ngờ tới nguyên lai thái âm ngọc thỏ lại có thể chạy trốn tới sùng quang nơi trôn cất để uyên điện bữa trước sách nguyên thuật vậy rơi vào hạ nhược tuyết trong tay đi mòn gót dày thì không tìm được được tới toàn không uổng thời gian nếu như bắt ngươi cái cuốn thiên thư này liên thuộc về ta thiên đạo cung viêm thiên long mắt thần quang dày đặc nhìn chằm chằm hạ nhược tuyết trên tay minh nguyệt thiên thư chợt vung lên đao hung hăng chém chết ra nếu như có thể cướp được thiên thư thiên đạo cung là có thể nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động bất kể là âm thầm tu luyện, vẫn là vẫn còn cho đế uyên điện, đều có thể do hiên viên mặc tà nắm giữ. Tuyết tỷ tỷ, ta tới bảo vệ ngươi. Tiểu Bạch thấy Hạ Nhược Tuyết gặp nguy hiểm, lập tức vọt ra. Nàng ngoài mặt là thượng cổ đại hung, nhưng linh hồn trên thực tế là trước kia tiểu tinh linh, dĩ nhiên là liều chết hộ chủ, đang đoạt bỏ thái âm ngọc thỏ sau đó, nàng thân hồn dần dần dung hợp, trước mắt đã có thiên thần cảnh 6 tầng thiên thực lực. Mặc dù và Viêm Thiên Long thần tướng so, còn kém hai tầng, bất quá nàng có đại hung huyết mạch, ngược lại là có thể đánh một trận. Liền gặp nàng lắc mình một cái, hóa thành một người mặc màu trắng nhạt bể hoa quần cụt, tết hai đuôi ngựa, hình dáng vô cùng xinh đẹp, vô cùng bé gái đáng yêu, trong veo tinh khiết trong tròng mắt, bỗng nhiên toát ra mị hoặc ánh sáng. Tiếp xúc tới nàng ánh mắt, viêm thiên long thần tâm thần nhất thời đong đưa, đầu một hồi choáng váng, lại có chút đứng không vững. Thừa dịp này cơ hội, tiểu bạch đầu ngón tay nặn quyết, ngữ phong hóa nhận, ở trong hư không vạch ra một đạo nguyệt nhận lợi chém, suy đích một tiếng, đi về trước bổ tới. Đáng ghét, viêm thiên long thần dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trong ngực đau, phá ra liền một cái giữ tợn vết thương, máu tươi đầm đỉa. Đáng chết nha đầu. Viêm thiên long thần nhất thời tức giận, mới vừa hắn nhất thời khinh thường, chúng tiểu bạch mị hoặc thuật pháp. Thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, thật may hắn luyện hóa câu trần đại đế thân thể, thân xác vô cùng cường hãn, nếu không, hắn đã bị chém eo. Tuyết tỷ tỷ, thịt người này thân thật là cường hãn nha, thiên phú ta nguyệt nhận giết không chết hắn. Tiểu Bạch mặt đẹp hơi trắng bệch, lui thủ đến Hạ Nhược Tuyết bên người. Nàng thân là hơn cổ thập hung bên trong, huyết mạch cường hãn nhất tồn tại, từ ra đời bắt đầu, liền lĩnh ngộ rất nhiều ngày phú thuật pháp, mị hoặc thuật và nguyệt nhận đều là thiên phú thần thông, uy lực khá là không tầm thường, nếu như là phổ thông thiên thần cảnh tầng 8 cường giả, ở nàng đánh lén dưới, không chết cũng phải lột ra. Nhưng Viêm Thiên Long thần, đã sớm luyện hóa câu trần đại đế thi hài thân xác vô cùng cường hãn coi như bị đánh lén cũng chỉ là bị điểm bị thương nhẹ cũng không có gì đáng ngại bạch hổ đoạn hồn chảm dưới cơn thịnh nộ viêm thiên long thần hung hăng vung đao chém ra cả người oai rồng bùng nổ thân đao nhưng nổ lên một đạo bạch hổ hư ảnh cái này một đao long hổ giao hội khí tượng muôn vàn uy thế đặc biệt hùng mãnh tiểu bạch mau tránh ra hạ nhược tuyết lật đật kéo tiểu bạch Cầm nàng kéo đến phía sau mình, bàn tay vung lên, từng luồng ánh sao lửa cháy mạnh gào thét ra, hình thành một đạo hỏa diễm thiết bích. Phịch, Viêm Thiên Long thần một đao chém xuống, hỏa diễm thiết bích nhất thời nứt ra, vô số lưu hỏa tứ tán. Cái này hỏa diễm thiết bích, nhưng là luân hồi tinh diễm biến thành. Đoạn thời gian này tu luyện, Hạ Nhược Tuyết đã hoàn toàn nắm giữ luân hồi tinh diễm diệu pháp, vận chuyển muốn gì được nấy. Đáng tiếc, nàng luân hồi tinh diễm cuối cùng chỉ là tàn lửa bản thể ở huyền cơ nguyệt trên tay một chút tàn lửa uy lực nhưng là đặc biệt có hạn lập tức hạ nhược tuyết và tiểu bạch đều bị chấn động lui lại mấy bước ngực gian khí huyết sôi trào cơ hồ muốn rơi xuống bắt các nàng viêm thiên long thần ra lệnh một tiếng chung quanh mười mấy thiên đạo cung cường giả ngựa sách binh khí hung hãn giết cướp ra ngươi dám bỗng một hồi chợt quát tiếng vang lên chỉ gặp một đạo anh vũ bóng người tay cầm vực sâu đoạn tội súng như chiến thần vậy hạ xuống tới chính là diệp lăng thiên suy diệp lăng thiên vung lên trường thương một hồi hung mang quét ra đem chung quanh thiên đạo cung đệ tử bước lui nhược tuyết cô nương các ngươi đi mau trước trốn linh lung bảo tháp bên trong đi ta tới ngăn lại bọn họ diệp lăng thiên ánh mắt sắc bén bảo vệ ở hạ nhược tuyết và tiểu bạch bên người ha ha chỉ bằng ngươi viêm thiên long thần quét nhìn diệp lăng thiên một mắt gặp hắn tu vi bất quá là thiên thần cảnh sơ kỳ, nhất thời không buông ở bên trong mắt. Lười được cùng các người nói nhảm, bạch hổ đoạn hồn, giết. Trường đao vung lên, vô cùng bén sát khí, nhất thời kinh thiên lên. Viêm thiên long thần nắm chặt cán đao, đem bạch hổ đoạn hồn đao khí thế, phát huy đến trình độ cao nhất. liền gặp một đạo cùng ngạo bạch hổ, ngang trời chiếm cứ, tựa hồ muốn chấn áp sơn hà, hiện ra vô cùng bá đạo. Hống, lanh lành hổ gầm, chấn động tiêu vũ, vậy bạch hổ hư ảnh, mang vô cùng đau khí, trực tiếp từ trên trời hạ xuống, hung hăng chém về phía hạ nhược tuyết ba người. Hạ nhược tuyết mặt đẹp nhất thời trắng bệch, viêm thiên long thần thanh đao này, nhưng mà trong truyền thuyết hồng mông trí bảo. Mặc dù hồng mông hơi thở đã không còn tồn tại, nhưng trường đao bản thân cũng có động trời mũi nhọn, một khi bị đánh trúng, tuyệt đối muốn trọng thương. Tiểu bạch nhìn chầm chầm viêm thiên long thần, nho nhỏ trong tròng mắt tràn đầy lửa giận, kêu lên, dám đả thương tuyết tỷ tỷ ta cùng ngươi liều mạng. Dứt lời, nàng bước chân một cướp eo cung như thỏ tung người cuồng phát ra hai tay nổ lên từng luồng nguyệt nhận khí mang hung hăng giết hướng viêm thiên long thần chút tài mọn cũng dám ở ta trước mặt phô trương cho ta chết thấy vậy viêm thiên long thần hừ một tiếng tay cầm đao đột nhiên vung lên lưỡi đao chém thẳng tiểu bạch hống một đạo hung mãnh đao mang mang ngập trời hổ bào tiếng ngay tức thì chém vào tiểu bạch thân thể mềm mại trên nhất thời tiểu bạch thân thể mềm mại máu tươi văng tung tóe ở ác liệt lưỡi đao chém chết hạ trực tiếp bay rớt ra ngoài quăng mạnh xuống đất đã bị trọng thương thoi thóp tiểu bạch hạ nhược tuyết thấy tiểu bạch như vậy thê thảm hình dáng nhất thời lòng như đao cắt ẩm mà ngay lúc này nàng thức hải chấn động đau buồn để gặp minh nguyệt thiên thư đủ loại diệu pháp lại có thể ngay tức thì lĩnh ngộ dồn vào tử địa rồi sau đó sinh ở tuyệt cảnh dưới nàng ngược lại lĩnh ngộ minh nguyệt thiên thư bên trong các loại thần thông ông minh nguyệt thiên thư bay lên cuốn sách mở ra bên trong chỗ trống một mảnh trang sách giờ phút này lại có thể nổi lên từng cái chữ viết cổ xưa mỗi một cái chữ viết cũng hàm chứa cực hạn nguyên đạo hơi thở cái này đây là viêm thiên long thần thấy một màn này nhất thời ngây dại đao kiếm nhật nguyệt bốn đại vô tự thiên thư cũng hàm chứa có vô tướng sanh nguyên đạo trí lý muốn lĩnh ngộ đơn giản là khó hơn lên trời mà một khi lĩnh ngộ là có thể chưa từng chữ gặp có chữ, chưa từng đạo chứng nguyên đạo, tu vi mãnh vào, vô cùng lợi hại. Cái này một tí, nguyên bản chống không thiên thư, nhưng nổi lên chữ viết. Hiển nhiên, Hạ Nhược Tuyết đã lĩnh ngộ. Chưa từng chữ gặp có chữ, chưa từng đạo chứng nguyên đạo. Tào. Từng luồng bằng bạc khoáng đạt, mênh mông vô cùng nguyên khí, từ thiên địa bát hoang gào thét tới, hung hăng bơm vào đến Hạ Nhược Tuyết trong thân thể. Vào giờ khắc này, Hạ Nhược Tuyết tu vi điên cuồng tăng vọt từng luồng ánh trăng từ nàng trên thân thể tràn ngập ra nàng tựa như thành mặt trăng hóa thân tay áo tung bay cả người trong sáng rực rỡ mỗi một sợi tóc đều có vô thượng nguyên khí nàng muốn chứng đạo mau ngăn lại nàng viêm thiên long thần liền liền gầm thét vẻ mặt vô cùng kinh hoàng vung đao hướng hạ nhược tuyết mãnh chém đi mà chung quanh thiên đạo cung đệ tử cũng là hốt hoảng vội vàng dơ lên binh khí liên thủ cuồng sát tập 1661 lúc này hạ nhược tuyết đã hoàn toàn lĩnh ngộ minh nguyệt thiên thư bí ẩn đang đang hấp thu trong thiên địa nguyên khí chỉ cần hấp thu xong nàng là có thể hoàn toàn chứng đạo một bước lột xác nghịch thiên trở thành trong truyền thuyết thần đế đến lúc đó nàng muốn giết người liền như chém cỏ tại chỗ tất cả thiên đạo của người sợ rằng đều phải hóa thành bụi bậm không cho phép tổn thương nhược tuyết cô nương diệp lăng thiên quát to một tiếng vung lên vực sâu đoạn tội súng thân thể như núi cao vậy đứng ngạo nghễ bảo vệ ở hạ nhược tuyết bên người cho ta cút. Viêm thiên long thần giận dữ, vung đao cuồng chém ra. Diệp lăng thiên cắn răng, dơ cao trường thương, đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính, liều chết ngăn cản, phịch, đao thương giao kích. Ra ý liệu, Diệp lăng thiên cũng không có cảm thấy áp lực quá lớn, rất dễ dàng chặn lại viêm thiên long thần công kích. Viêm thiên long thần vậy ngây ngẩn, hắn đường đường thiên thần cảnh tầng 8, muốn giết Diệp lăng thiên, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại, hắn liền người sau thân thể đều không thể dung chuyển từng luồng ánh trăng từ diệp lăng thiên trên mình tràn ngập ra mang mênh mông ánh trăng nguyên khí trực tiếp đẩy lui viêm thiên long thần xong rồi viêm thiên long thần hoàn toàn luống cuống đây không phải là diệp lăng thiên hơi thở mà là hạ nhược tuyết nguyên khí nguyên đại biểu võ đạo trung cực là cực hạn hơi thở khoáng đạt bàng bạc uy lực không cách nào tưởng tượng diệp lăng thiên đứng ở hạ nhược tuyết bên người cũng nhận được một chút nguyên khí bao phủ, chính là ung dung chặn lại viêm thiên long thần. Chỉ là một chút nguyên khí mà thôi, liền chặn lại thiên thần cảnh tầng 8 cao thủ toàn lực tấn công, có thể tưởng tượng được, cái này nguyên khí có lợi hại bực nào, đáng sợ cỡ nào. Toàn trường Thiên Đạo cung đệ tử, cũng là hoàn toàn ngây dại. Nguyên bí ẩn, bọn họ cũng đã nghe nói qua, đó là chư thiên vạn giới, hết thảy đủ loại ngọn nguồn, là võ đạo tu luyện cuối cùng vô cùng. Bọn họ nhưng là không nghĩ tới mình đời này lại có may mắn thấy nguyên hơi thở. Hạ Nhược Tuyết hai trong mắt đóng chặt, cả người nguyên khí cổn đãng, từng luồng quá thanh ánh trăng không ngừng tràn ngập ra, thanh khiết mà tinh khiết, giống như trong truyền thuyết thiên nữ. Bao gồm Viêm Thiên Long Thần ở bên trong, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, không dám lại quấy nhiễu nàng, hình như là rất sợ khinh nhờn. Ở nguyên khí bao phủ, tất cả mọi người đều sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, tựa như mình là con kiến hôi, mà Hạ Nhược Tuyết là cao cao tại thượng thiên tim hạo nguyệt rốt cuộc tất cả nguyên khí toàn bộ nội liễm minh nguyệt thiên thư hóa thành một đạo lưu quang chui hồi hạ nhược tuyết trong cơ thể hạ nhược tuyết mở mắt ra trong mắt của nàng giống như trăng sáng trong sáng thanh huy tinh khiết không rảnh vào giờ khác này nàng hấp thu tất cả nguyên khí hoàn toàn chứng đạo thành công hu 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 hàng loạt gió lớn ở giữa trời đất thổi lất phất lên sáng sớm rực rỡ bầu trời trong thoáng chốc biến thành nửa đêm một vòng sáng trong trăng sáng trên bầu trời nổi lên trong trèo lạnh lùng ánh trăng không ngừng tràn ngập xuống mơ hồ và hạ nhược tuyết hơi thở hình thành một cổ đặc biệt tiết tấu lúc này hạ nhược tuyết trên mình ánh trăng trong sáng tựa như nàng mới là ánh trăng ngọn nguồn hiện ra vô cùng huy hoàng hơi thở nguyệt hạ phi thiên kính vân sinh kết hải lâu ngã vi minh nguyệt nguyên chủ chấn sát nhất thiết địch hạ nhược tuyết ánh mắt lãnh khốc tiêm nhấc tay một cái một vầng trăng tròn ở nàng lòng bàn tay hiện lên. Bóng trăng lững lờ gian, rõ ràng có thể gặp trăng tròn trên có một thân cây, còn có một tòa cung điện, phiền phức phủ văn hỗn hợp. Nàng đem trăng tròn chấn động đi ra ngoài, đúng vầng trăng tròn sáng ngời mà huy hoàng, bên trong cung điện thậm chí truyền ra một tiếng phượng hót, cây kia chính là trăm chi lai động, tung rơi ra vô tận thanh huy. Các loại thật lớn khí tượng, vào giờ khắc này hiện ra. Cái này tựa như không phải linh lực ngưng tụ thành trăng tròn, bởi vì chân thực quá chân thật, tựa như bầu trời bảo tháng, thật rơi xuống ở tay nàng bên trong, linh khí bức người. Còn có từng vòng sáng chói đế quang, không ngừng từ trăng tròn bên trong cổn đáng ra. Thượng cổ thần đế Viêm thiên long thần trong cổ họng phát ra rên rỉ một tiếng, cơ hồ muốn quỳ sụp xuống đất. Lúc này hạ nhược tuyết, lại có thể bước vào thiên thần cảnh chín tầng trời, đạt tới thượng cổ thần đế cảnh giới. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, mới vừa vẫn là thiên thần cảnh sơ kỳ người. Ở lĩnh ngộ nguyên đạo bí ẩn sau đó, lại có thể ngay tức thì nghịch thiên lột xác, thành thượng cổ thần đế. Nguyên hơi thở, thật sự là quá mênh mông, thật đáng sợ, quá lợi hại. Lĩnh ngộ nguyên đạo, ngang hàng tầm trùng hóa điệp, cá nhảy long môn, hoàn toàn lột xác, siêu phàm tuyệt thánh, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi đột phá. Hạ nhược tuyết muốn giết hắn, sẽ không so bóp chết một con kiến khó khăn nhiều ít. Tranh, trăng tròn tự nhiên ra, lướt qua không khí, lại có thể phát ra kim loại run rộng. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Ở nơi này vầng trăng tròn nghiền ép hạ, toàn trường tất cả thiên đạo cung đệ tử, trong nháy mắt học máu toi mạng, thi thể đổ xuống đất. Bị ánh trăng chiếu một cái, dài gió thổi một cái, lại là hóa thành bụi bậm, hoàn toàn chôn vùi, liền cận bã cũng không có để lại tới. Khủng bố, thật sự là không cách nào hình dung khủng bố. Hạ nhược tuyết thần uy đã đạt tới coi trời bằng vung bước, dõi mắt toàn bộ thần quốc nàng là vạn cổ tới nay cái đầu tiên lĩnh ngộ nguyên đạo người diệp lăng thiên vậy hoàn toàn ngây dại hoàn toàn không dám tin tưởng hình ảnh trước mắt đây là thượng cổ thần đế hơi thở nhiều tuyết cô nương luyện thành minh nguyệt thiên thư trời ạ à, vậy nàng há chẳng phải là nắm giữ nguyên đạo coi như dùng quang đại đế sống lại chỉ sợ cũng không phải nàng địch thủ chứ linh lung bảo tháp bên trong rất nhiều diệp gia đệ tử cảm thụ giữa trời đất cổn đáng ánh trăng, đều là vô cùng kinh ngạc. Nắm giữ nguyên đạo hạ nhược tuyết, mũi nhọn đã đạt tới thượng cổ thần đế bước, mà dựa vào thiên thư uy lực, thậm chí kết nối với cổ thần đế, đều không phải là nàng địch thủ. Ở nguyên đạo trăng tròn nghiền ép hạ, viêm thiên long thần cũng là vô cùng kinh hoàng liên tiếp lui về phía sau. Hắn đã mất đi tất cả chiến ý, hắn rất rõ ràng, nếu như chiến đấu, hạ nhược tuyết bắn ra chỉ là có thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, hắn sẽ không có bất kỳ thắng lợi cơ hội. Trong lúc nguy cấp, viêm thiên long thần móc ra một lá bùa chiếu. Phù này chiếu phía trên, quanh quẩn từng luồng tinh đế hạo nhiên khí, bàng bạc mà thật lớn, là hiên viên mặc tà ban cho hắn tinh đế kiếm phủ. Nhìn hạ nhược tuyết vô cùng sáng chói mũi nhọn, viêm thiên long thần chặt xiết chặt phù chiếu, cũng không dám thả ra ngoài. Bởi vì, hạ nhược tuyết hơi thở, chân thực cường hãn, dựa hết vào một tấm phù chiếu, hắn không có chiến thắng chắc chắn coi như là hiên viên mặc tà cũng không nghĩ tới hạ nhược tuyết sẽ thành được như thế mạnh mẽ lại có thể trực tiếp nắm giữ nguyên đạo bí ẩn liền hắn vậy không làm được muốn đánh bại hạ nhược tuyết trừ phi hiên viên mặc tà đích thân tới nếu không thiên đạo cũng không người có thể làm được hôm nay kế hoạch hoàn toàn thất bại viêm thiên long thần nhìn thi thể đầy đất nội tâm vô cùng tuyệt vọng chặt xiết chặt tinh đế kiếm phủ xoay người chạy hắn rất rõ ràng coi như phóng thích tinh đế kiếm phủ cũng không khả năng chiến thắng Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết đã được chứng đại đạo, lĩnh ngộ nguyên đạo bí ẩn, trừ phi hiên viên mặc tà ra tay, nếu không toàn bộ thần quốc, cũng không có người có thể dung chuyển nàng mũi nhọn. Tổn thương người, còn muốn chạy. Hạ Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, tiêm vung tay lên, trăng tròn như bánh xe, phá không chém chết ra. Nếu như bị viêm thiên long thần trốn về thiên đạo cung, nàng luyện thành minh nguyệt thiên thư sự việc, tuyệt đối muốn tiết lộ ra ngoài, một khi bị đế uyên điện biết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp thần kẻ địch, đã quá nhiều. Hạ nhược tuyết chẳng muốn bởi vì vì mình mà lại liên lụy diệp thần. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể để cho viêm thiên long thần còn sống rời đi. Xuy xuy xuy. Trăng tròn bảo bánh xe bên bờ như mũi nhọn nhận, chém cắt không khí, phát ra nhọn tiếng vang, làm người ta tâm đảm câu liệt. Không tốt. Thấy vậy, viêm thiên long thần hoàn toàn luống cuống, không nghĩ tới hạ nhược tuyết tốc độ xuất thủ nhanh như vậy cái này vầng trăng tròn bảo bánh xe cơ hồ là giết trong chớp mắt tới hắn căn bản không thể ngăn cản tinh đế phi kiếm giết trong lúc nguy cấp viêm thiên long thần cũng không quản được nhiều như vậy lật đật sử dụng tinh đế kiếm phù bóp cái pháp quyết thúc giục phù chiếu bên trong năng lượng ầm nhất thời từng luồng cuồn cuộn hồng mông năng lượng cuồng như vậy cổn đáng ra hóa thành một cái thanh phi kiếm ngang trời trưng bày vô số phi kiếm chừng một trăm cầm chi nhiều trên không quanh quẩn mỗi một thanh phi kiếm cũng quanh quẩn từng luồng tinh đế ánh sáng hơi thở đặc biệt ác liệt tinh đế hạo nhiên khí chu thiên thần kiếm quyết nhiều tuyết cô nương cẩn thận diệp lang thiên thấy một màn này nhất thời một mặt chấn động ngạc viêm thiên long thần tấm phù chiếu này ẩn chứa tinh đế hạo nhiên khí và chu thiên thần kiếm quyết hơi thở hai người dung hợp diễn hóa thành tinh đế phi kiếm một trăm nghìn thanh phi kiếm quanh quẩn thương khung vậy ngập trời kiếm khí đơn giản là muốn chém giết hết thảy kiếm khí kích động dưới sơn hà càn khôn đều rung động đong đưa không sao chính là một đạo phù chiếu không gây thương tổn được ta trừ phi hiên viên mặc tà đích thân tới nếu không trong thiên đạo cung không người là ta địch thủ Hạ nhược tuyết nhìn đầy trời phi kiếm nhưng không có một chút hốt hoảng hình dáng vẫn chấn định bình tĩnh nàng rất rõ ràng minh nguyệt thiên thư uy lực nàng hết sức được thiên thư tinh túy đã nắm giữ nguyên đạo bí ẩn thực lực đạt tới không cách nào tưởng tượng bước trừ hiên viên mặc tà trong thiên đạo cung đã không có người có thể tổn thương nàng. Ung ung, một trăm nghìn thanh tinh đế phi kiếm hung hãn bạo giết ra, chém thẳng hạ nhược tuyết. Kinh khủng kiếm khí đem bầu trời đêm chấn động thành ban ngày, giữa trời đất đều là cuồng loạn kiếm quang, gió nổi mây vần, càn khôn dao động, hình ảnh đặc biệt nguy nga. Trốn, nhưng mà viêm thiên long thần thả ra phù chiếu sau đó như là chật vật chạy trốn, không có lại chiến đấu ý. Hắn vô cùng rõ ràng, hạ nhược tuyết đã vô địch, chính là một lá bùa chiếu, liền nàng tóc cũng không thể làm bị thương. Nguyên đạo thiên uy, chân thực quá mức lợi hại. Hắn chỉ muốn dựa vào tinh đế kiếm phủ, trì hoãn thời gian, vì mình tranh thủ chạy trốn cơ hội. Trốn về thiên đạo cung, hướng hiên viên mặc tà bẩm báo, hạ nhược tuyết đã được chứng đại đạo, muốn bắt nàng. Hoặc là hiên viên mặc tà chân thân hạ xuống, hoặc là mời đế uyên điện ra tay, không có những biện pháp khác. Muốn chạy, có thể chạy sao? Hạ Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, tiêm vung tay lên, một phiên ánh trăng quét ra, cướp phá hư không, rơi vào Viêm Thiên Long Thần trên mình. À, viêm Thiên Long Thần phát ra một tiếng hét thảm, ở ánh trăng bao phủ xuống, cả người đau đớn kịch liệt, giống như gặp phải kim mang đao kiếm vạn cắt, đặc biệt thống khổ. Úng ùng. Mà lúc này, một trăm thanh tinh đế phi kiếm, vậy tới sát hạ Nhược Tuyết trước mặt. Hạ Nhược Tuyết dừng rưng tự nhiên, cong ngón tay bắn ra, bắn ra một món luân hồi tinh diễm. Hô. Hạ một sát, luân hồi tinh diễm mãnh liệt cháy, hóa thành một phiến liên miên chân trời biển lửa. Xuy suy suy. Nhất bà bà tinh đế phi kiếm, chui vào luân hồi tinh diễm lửa trong biển, ngay tức thì bị đốt thành hư không, liền một chút dấu vết cũng không có để lại. Cái gì? Viêm Thiên Long thần nhìn một màn này, tại chỗ hộc máu, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn mặc dù biết, Hạ Nhược Tuyết lĩnh ngộ nguyên đạo sau đó, đã vô địch, nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Nhược Tuyết lại có thể vô địch đến tình cảnh này. Ước chừng 100.000 thanh tinh đế phi kiếm, lại có thể toàn bộ táng thân ở nàng ngọn lửa hạ. Không thể nào, ngươi Luân Hồi Tinh Diễm, không phải tàn lửa sao, làm sao sẽ như thế lợi hại? Viêm Thiên Long Thần không dám tin tưởng. Luân Hồi Tinh Diễm căn nguyên, ở nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt trong tay, Hạ Nhược Tuyết nắm giữ, chỉ là một món tàn lửa. Nhưng hiện tại, cái này một món tàn lửa, nhưng bộc phát ra uy lực kinh thiên ngay tức thì táng diệt đầy trời phi kiếm. Hừ, ta cảnh giới, há là ngươi có thể hiểu. Hạ nhược tuyết mắt lạnh nhìn viêm thiên long thần, nàng luyện thành minh nguyệt thiên thư sau đó, thiên địa nguyên khí thêm thân, liền luân hồi tinh diễm cũng lột xác. Cái này luân hồi tinh diễm, vậy dính liền nguyên đạo hơi thở, lực sát thương thật to tăng lên, yên thiên táng kiếm, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Tuyết tỷ tỷ thật là lợi hại nha. Lúc này, tiểu bạch vậy lảo đảo lắc lư đứng dậy, che ngực, chịu đựng vết thương trên người đau, nhìn Hạ Nhược Tuyết cao cao tại thượng hình dáng, nàng ánh mắt tràn đầy sùng bái và yêu mộ, thậm chí có nước mắt chảy ra. "Tiểu Bạch, không có sao chứ?" Hạ Nhược Tuyết nhìn nàng, trong lòng như là một hồi yêu thương. Tiểu Bạch vì bảo vệ nàng, bị Viêm Thiên Long thần chém thành trọng thương, thật may huyết mạch mạnh mẽ, cuối cùng là không có chết, còn lưu lại một hơi, chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng, còn có khôi phục cơ hội. "Tuyết tỷ tỷ, ta không có sao, ngươi không cần lo lắng." Tiểu bạch bước chân lảo đảo, hướng hạ nhược tuyết đi về phía. Hạ nhược tuyết rất là đau lòng, vậy hướng nàng chạy đi. Tốt cơ hội, cái này bé gái, ngược lại là có thể cầm tới làm con tin. Viêm thiên long thần nhìn tiểu bạch nhu nhược hình dáng, cặp mắt nhất thời lộ ra hung quang. Tâm thần chuyển động gian, viêm thiên long thần rút đao cầm tay, bước chân bạo cướp, ngay tức thì giết tới tiểu bạch sau lưng, nắm chặt nàng, lưỡi đao gác ở cổ nàng trên. Vô liêm sỉ ngươi làm gì? Hạ nhược tuyết thấy một màn này, nhất thời hù được hồn phi phách tán, lớn tiếng quát. Tuyết tỉ tỉ. Tiểu bạch mặt đẹp cũng là tái mét, trên cổ lông măng từng cây mùa sơ lên, ra đầu tê dại, chỉ cần viêm thiên long thần lưỡi đao thoáng đẻ một cái, nàng thì phải đầu lìa khỏi xác, hương tiêu ngọc vẫn. Hừ, viêm thiên long thần nhìn hai người tình cảm thâm hậu hình dáng, trong lòng nhất thời vui vẻ, nói, hạ nhược tuyết, đứng lại chớ lộn xộn, nếu không ta đừng trách ta lưỡi đao không có mắt buông ra tiểu bạch. Hạ Nhược Tuyết vô cùng tức giận, không nghĩ tới Viêm Thiên Long Thần sẽ bắt tiểu bạch làm con tin. Lúc này Viêm Thiên Long Thần, vết thương trên người phân bố, máu tươi không ngừng dòng nước chảy, hắn mới vừa gặp phải Hạ Nhược Tuyết trăng sáng nguyên quang tập kích, đã kinh bị trọng thương. Nhưng hắn thân xác cường hãn, coi như trọng thương, vậy có thể chống đỡ ở, hú chi tiểu bạch thương thế, so hắn còn nghiêm trọng hơn, hắn không chế tiểu bạch, tiểu bạch không có lực phản kháng chút nào muốn ta buông nàng ra cũng được, ngươi ngoan ngoãn phục tội, theo ta hồi thiên đạo cung. Viêm thiên long thần lạnh lùng nhìn hạ nhược tuyết, từng chữ từng chữ nói. Cùng ngươi hồi thiên đạo cung. Hạ nhược tuyết thân thể mềm mại run lên, một khi đi thiên đạo cung, chỉ sợ là dê vào miệng cọp, nàng đời này cũng không thể đi ra ngoài nữa. Không sai, chỉ cần ngươi chịu theo ta trở về, ta lập tức thả người. Viêm thiên long thần siết chặt chặt lưỡi đao, tiểu bạch trên cổ xuất hiện một dấu máu. Hạ Nhược Tuyết cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Viêm Thiên Long Thần, bàn tay rút lại trong ống tay áo, tìm kiếm xuất thủ cơ hội. Tập 1662. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không nên lộn xộn tay, nếu không ở ngươi giết chết ta trước, ta tuyệt đối có thể chém đứt đầu nàng. Viêm Thiên Long Thần sắc khí lộ ra, hắn mặc dù tuyệt đối không phải Hạ Nhược Tuyết địch thủ, nhưng hắn muốn ở trước khi chết, chém chết Tiểu Bạch, nhưng là đặc biệt chuyện dễ dàng. Tuyết tỷ tỷ, Mắt khinh khỉnh vòng đỏ bừng, muốn tự mình hy sinh, đụng đao tìm chết, nhưng nàng khí cơ bị viêm thiên long thần chế, như là cả người bùn rùn, chút nào nhúc nhích không được. Tiểu Bạch Hạ nhược tuyết thân thể mềm mại run rẩy ban đầu tuyển cơ hạ xuống, Tiểu Bạch vì bảo vệ nàng, không biết có bao nhiêu liều mạng, nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Tiểu Bạch bị giết. Diệp Lăng Thiên đại ca, mau giết ta, không nên để cho tuyết tỉ tỉ khó xử. Tiểu Bạch nhìn về Diệp Lăng Thiên, kêu lên. Nghe vậy, Diệp Lăng Thiên nhất thời chấn động, tay cầm thương rung động. Bây giờ Viêm Thiên Long Thần đã kinh bị trọng thương, hắn muốn động thủ, Viêm Thiên Long Thần là không ngăn được. Nếu như giết chết Tiểu Bạch, liền có thể giải quyết hạ nhược tuyết nổi lo về sau, cũng sẽ không có bị thiên đạo cung lợi dụng nguy hiểm. Nhưng vấn đề là, hắn và Tiểu Bạch chung sống nhiều ngày như vậy, cũng có cảm tình, nơi nào bỏ được hạ sát thủ. Hơn nữa Tiểu Bạch đoạt xác thái âm ngọc thỏ, đạt được thượng cổ đại hung thân xác, chính là sắp muốn nghịch thiên cải mệnh thời điểm, hắn lại không dám ra tay. Điện chủ, nếu như ở nơi này, ngươi biết như thế nào định đoạt. Diệp Lăng Thiên hoảng hốt tới giữa, nghĩ tới Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, đối mặt cái này tiến thối lưỡng nan nguy cục, không biết hắn sẽ như thế nào quyết đoán. Diệp Lăng Thiên, không cho phép tổn thương Tiểu Bạch, nếu không ta không tha cho ngươi. Hạ Nhược Tuyết nhìn Diệp Lăng Thiên tựa hồ có dao động hình dáng, nhất thời nghiêm nghị quát một tiếng nhanh lên một chút, đừng la bên trong dài dòng, ta đếm ba tiếng, hoặc là ngươi đầu hàng, hoặc là ngươi giết ta, nhưng ta trước khi chết, tuyệt đối sẽ làm thịt cái này nha đầu. Viêm thiên long thần cũng có chút nóng này, chỉ sợ trì hoãn tiếp nữa, sẽ phát sanh biến cố. Một, hắn lúc này bắt đầu đếm một chút, tim cũng là đập bịch bịch. Một khi đếm xong ba tiếng, hạ nhược tuyết không có đầu hàng, vậy hắn liền xong đời. Hai, nghe viêm thiên long thần đếm một chút thanh âm, Hạ Nhược Tuyết hàm răng cắn chặt môi dưới, tâm thần một phiến rối ren, không biết như thế nào cho phải. Nhược Tuyết cô nương, ngươi quyết đoán đi. Diệp Lăng Thiên thở thật dài một tiếng, cái này tình cảnh lưỡng nan, chỉ có thể để cho Hạ Nhược Tuyết tự mình quyết định, hắn cũng không cách nào hơn làm gì. Cùng lúc đó, giới vực thành. Nặng khói trong điện, trong mắt đóng chặt Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra. Lòng hắn bên trong mơ hồ có một loại cảm giác nguy cơ cái này tựa như quan hệ đến hạ nhược tuyết. Một khắc sau, hắn không do dự nữa, thi triển thiên ma động minh nhãn, như là trước mắt chỉ có một mảnh màu máu sương mù. Hiển nhiên bị lực lượng nào đó che đậy. Hạ nhược tuyết vận dụng nguyên thuật, hồng mông cổ pháp tự nhiên không cách nào tra xem. Kỳ tư thanh hiển nhiên phát giác cái gì, mở miệng nói, diệp thần, thế nào? Diệp thần con người híp lại, mới vừa muốn nói cái gì, bên ngoài liền truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng diệp thần có người tìm ngươi nói chuyện hiển nhiên là độ gió mát độ gió mát mặc dù đối với diệp thần hận ý vô hạn nhưng là có kỳ tư thanh ở đây hắn cũng không cách nào nói gì diệp thần đứng lên có chút nghi ngờ có rất ít người biết hắn ở dưới vực thành đó lại là ai ở tìm mình diệp lạc nhi hẳn không có thể diệp lạc nhi mất đi trí nhớ đối với mình vô cùng xa lạ không thể nào tìm mình chẳng lẽ là thanh thu vân diệp thần mang nghi ngờ hướng bên ngoài đi rất nhanh hắn trước mắt liền xuất hiện một cái ông lão bóng người ông già ăn mặc quần áo trắng giữa eo treo một cái hồ lô bầu rượu tựa vào không giới lâm một viên trên cây lớn trong mắt nhắm nhìn như rất là thích ý vĩnh hằng thánh vương diệp thần có chút ngạc nhiên mừng rỡ theo hắn biết vĩnh hằng thánh vương một mực mang viêm khôn lịch luyện hiện tại đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ là viêm khôn lịch luyện kết thúc Diệp Thần ngay lập tức tới giữa liền xuất hiện ở Vĩnh Hằng Thánh Vương trước mặt, chắp tay nói, "Vĩnh lão, thật lâu không gặp." Nhưng mà, Vĩnh Hằng Thánh Vương vào giờ khắc này trong mắt mở ra. Không có thích ý, không có yên ổn, chỉ có nghiêm túc. Đây là Vĩnh Hằng Thánh Vương lần đầu tiên ở Diệp Thần trước mặt nghiêm túc như vậy. Diệp Thần có loại dự cảm xấu. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị mở miệng thời điểm, Vĩnh Hằng Thánh Vương đã nói, "Diệp tiểu tử, đoạn thời gian này Ta ở Hoa Hạ vậy đạo phân thân tựa hồ phát hiện khối kia luân hồi huyền bi tồn tại đầu mối. Có thể phải không được bao lâu là có thể xác định vị trí cụ thể. Một khi xác định, ngươi có thể phải gác lại thần quốc một chuyến, chạy tới Hoa Hạ. Ta lần này tới, là sớm cùng ngươi nói một tiếng. Còn nữa, gần đây Hoa Hạ lòng đất long mạch tựa hồ có chút không bình thường. Cùng lúc đó, Hoa Hạ, dãy núi Côn Lôn, một nơi to lớn trụ sở trong lòng đất nơi này là hoa hạ thần bí nhất nghiên cứu căn cứ. Dựa lưng vào côn lôn hư. Ngồi trên hoa hạ thiên địa thế, linh khí dày đặc. Nơi đây lại là mấy năm trước gây dựng lại đội đột kích long hồn căn cứ. Diệp thần bước vào linh võ đại lục sau mấy năm, hoa hạ và côn lôn hư liên hiệp, quang minh điện và ám điện tài nguyên cũng mơ hồ bảo vệ một phe này đất đai yên lặng. Mà giờ khác này, căn cứ bên trong, to lớn màn hình bên trong, lại nhanh chóng nhúc nhích một viên điểm đỏ điểm đỏ ánh sáng sáng chói, phảng phất là loại nào đó cực hạn năng lượng. Một người vóc dáng uyển chuyển, như người mặc năm màu tác chiến phục, quanh thân phun trào ra cực mạnh uy thế thiếu nữ đang ngưng mắt nhìn trước mắt màn ảnh lớn. Nàng đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, anh khí bức người ngũ quan nhưng là lộ ra khắp nơi nghi ngờ. Người này chính là đội đột kích Long Hồn đội trưởng Kim Lãnh Nhạn. Năm đó Kim Lãnh Nhạn còn không qua là Ninh Ba võ đạo gia tộc thành viên, sau bởi vì làm quen Diệp Thần, vận mệnh hoàn toàn thay đổi. Kim gia hủy diệt, Kim lãnh nhạn bị Diệp Thần mời xin gia nhập liền đội đột kích Long Hồn. Diệp Thần sau khi biến mất, nàng liền liều mạng tu luyện, ở đội đột kích Long Hồn bên trong không chỉ trở thành ánh sáng vạn trượng đội hoa, càng trở thành Long Hồn đệ nhất cường giả. Nàng nắm trong tay Long Hồn, tự do ra vào côn lôn hư, con đường võ đạo lại là sông thẳng tới chân trời. Nàng từng nghĩ mạnh mẽ sau đó, rời đi côn lôn hư, đi linh võ đại lục tìm Diệp Thần. Nhưng trách nhiệm nói cho nàng, nàng phải lưu lại hoa hạ cần nàng. Nàng tin tưởng Diệp Thần sẽ trở về. Nàng duy nhất muốn làm chính là trợ giúp Diệp Thần bảo vệ tốt một phe này đất đai, bảo vệ tốt Diệp ra, bảo vệ tốt và Diệp Thần tương quan hết thảy. Nàng ngưng mắt nhìn tốc độ di động càng lúc càng nhanh điểm đỏ, đối với bên người trợ thủ nói, phát hiện loại chuyện này bao lâu. Cái này điểm đỏ thật không phải là chúng ta bị án người tu luyện. Cái đó nữ phụ tá lắc đầu một cái, hẳn không phải là. Mấu chốt tốc độ như thế, dù là côn lôn hư một ít cường giả vậy không làm được. Kim đội trưởng, ta có loại dự cảm bất tường, hiện tại toàn cầu linh khí dị biến. Đối với thân thể con người sẽ tạo thành cực lớn tổn thương, người bình thường căn bản không cách nào thích ứng cái này dị biến linh khí. Mặc dù hoa hạ có diệp tiên sinh bày ra đại trận, nhưng là đại trận đã có chút vết rách, thật không biết có thể chống đỡ bao lâu. Đến lúc đó, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta thi hành đặc thù án kiện, nhưng không cách nào bảo vệ vô số phổ thông dân thành phố. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là quan tâm một tí như thế nào củng cố diệp tiên sinh đại trận, mà không phải là ngược dòng vậy năng lượng thần bí điểm đỏ. Kim lãnh nhạn không nói gì, nàng năm ngón tay nắm chặt, một khối trong suốt bàn là liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Nàng chứng thực mống mắt và chỉ tay, ngay tức thì tiến vào long lưới. Long lưới là long hồn đặc biệt hệ thống, liên thông liền toàn bộ hoa hạ tin tức hệ thống. Nàng thuần thục làm việc, bên đụng vào màn ảnh vừa hỏi nói điểm đỏ lần đầu tiên xuất hiện xác định là ở ninh ba diệp ra vùng lân cận ừ trợ thủ nghiêm túc nói điều lấy cái đó thời gian ngừng hết thảy quản chế toàn bộ ninh ba quản chế không buông tha bất kỳ một giây để cho nơi có kỹ thuật nhân viên tất cả buông xuống trên tay công tác điều tra chuyện này kim lãnh nhạn giọng nói vô cùng hắn nghiêm túc nhưng mà hoa hạ trận pháp sự việc trợ thủ muốn nói lại thôi kim lãnh nhạn con ngươi híp lại nếu như ta không đoán sai, toàn cầu linh khí dị biến, sinh ra uy hiếp, có lẽ và vậy cái điểm đỏ có liên quan. Ta mơ hồ cảm thấy vậy điểm đỏ sau lưng hàm chứa sự việc tuyệt không bình thường. Đúng rồi, ta muốn đi một chuyến côn lôn hư y thần môn, nếu như có bất kỳ phát hiện, thời gian đầu tiên liên lạc ta. Một khắc sau, kim lãnh nhạn biến mất. Côn lôn hư, y thần môn. Thời khắc này y thần môn đã sớm lại nữa suy bại, cố nhiên là y thuật hỏi, y thuật không đạt tới võ đạo mạnh mẽ nhưng đã trở thành côn lôn hư thứ nhất tông môn dĩ nhiên cái này thứ nhất tông môn nguyên nhân lớn nhất là bởi vì là một cái thần bí nam tử y thần môn trung ương chi địa lại là đứng thẳng một khối pho tượng to lớn mà pho tượng này bị dự là côn lôn hư đứng đầu diệp thần kim lãnh nhạn ngương mắt nhìn pho tượng hồi lâu lẩm bẩm nói diệp tiên sinh ngươi đi lần này chính là mấy năm chẳng lẽ ngươi liền chưa từng nghĩ trở về xem xem Nói thật, ta thực lực bây giờ mặc dù cường đại, nhưng là một loại cảm giác vô lực luôn là sông lên đầu. Nếu như ngươi ở đây, chúng ta có lẽ sẽ không như vậy rối loạn trận cước. Không biết nguyên nhân gì, cả thế giới dưới đất long mạch dị biến, vòng ngoài linh khí xuất hiện vấn đề. Loài người một khi hấp thu linh khí này, liền sẽ xuất hiện vấn đề cực lớn, ngươi vậy đạo trận pháp thật thủ bảo vệ không được bao lâu. Đột nhiên có chút hoài niệm ninh ba năm tháng à, cái đó mùa hè, ta lần đầu tiên gặp được trong truyền thuyết người bên trong Long Phượng. Người thanh niên kia như thế gian nổi bật nhất tinh thần. Người thanh niên kia đạp nước mà đi, áp đảo thiên địa. Một màn này, mấy năm này ta cũng sẽ ở trong mộng hiện lên. Ta kim lãnh nhạn tự xưng là không xứng với ngươi, nhưng chẳng biết tại sao, biết ngươi sau này, ta nhưng coi thường thế gian người bất kỳ. Không biết cuộc đời này còn có thể hay không gặp Diệp tiên sinh một mặt. Lời nói còn chưa rơi xuống, kim lãnh nhạn bên người liền xuất hiện một người mặc đạo bảo ông già. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cái này ông già chính là hắn thứ một vị thầy đoạn hoài an. Kim đội trưởng, lần trước gặp mặt, đã là một tháng trước. Đoạn hoài an chắp tay nói. Kim lãnh nhạn gật đầu một cái, cầm trong tay văn kiện đưa tới, đây là bây giờ tình huống, y thần môn đối với vậy toàn cầu lòng đất long mạch dị biến thật không có biện pháp. Đoạn hoài an nhìn một cái Diệp Thần pho tượng lắc đầu một cái, mấy ngày này ta liên lạc quang minh điện và côn lôn hư rất nhiều cường giả mở qua mấy lần đại hội vẫn nghiên cứu không ra thích hợp đan dược vấn đề này căn nguyên trong lòng đất long mạch long mạch dù sao cũng năm qua đều không dị biến qua vì sao sẽ ở một năm trước xuất hiện dị biến khuynh hướng quá kỳ quái ta và quang minh điện cường giả thảo luận qua cho ra một cái khả năng vậy chính là có không thuộc về hoa hạ lực lượng nào đó ảnh hưởng lòng đất long mạch nhưng là kết quả căn nguyên ở đâu chúng ta cũng không cách nào xác định Dựa theo ta trực giác, cây kia nguyên hẳn không phải là đến từ mảnh đất này. Kim Lãnh Nhạn con ngươi ngưng trọng, nàng vốn cho là Đoạn Hoài An có biện pháp. Bây giờ nhìn lại, không quá có thể. Nàng lộ ra một đạo nụ cười miễn cưỡng, đoàn tiền bối đã như vậy, lãnh nhạn cáo tử. Ngay tại Kim Lãnh Nhạn muốn lúc rời đi, Đoạn Hoài An đột nhiên mở miệng nói, các ngươi liên lạc với cuối cùng bước lên linh võ đại lục Tôn Di và Diệp Lăng Thiên liền sao? Kim Lãnh Nhạn lắc đầu một cái, tạm thời không liên lạc được, linh thành truyền tống trận cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì bị hủy đi, chúng ta muốn phái người đi linh võ đại lục cũng không được. Trừ phi. Đoạn Hoài An vậy nghĩ tới điều gì, nói tiếp, trừ phi đem Diệp Thần lưu lại vậy kiểu đồ toàn bộ phóng thích, ngắn ngủi kích hoạt truyền tống trận. Kim Lãnh Nhạn khẽ ừ một tiếng, đây là duy nhất biện pháp, nhưng là chỉ có 5% tỷ lệ thành công, một khi thất bại, tình huống liền bết bát hơn, hơn nữa chỉ có thể truyền tống một người, người kia cũng có thể bị cường đại lực lượng biến dạng. Đoạn Hoài An suy nghĩ một chút, vẫn là bảo thủ nói, chờ một chút đi, Diệp Thần bày bảo vệ đánh đại trận hẳn còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nếu quả thật đến không có lựa chọn nào khác thời điểm, chúng ta chỉ có thể chọn lựa cái phương án này. Ừ, Kim Lãnh Nhạn rời đi. Rất nhanh, Kim Lãnh Nhạn trở lại long hồn căn cứ. Ngay tại nàng chuẩn bị hỏi trợ thủ kết quả của điều tra lúc. Nàng hơi biến sắc mặt, bởi vì nàng phát hiện toàn bộ căn cứ tràn đầy một loại cổ quái bầu không khí. Nàng đi tới trợ thủ bên người, nhẹ giọng nói, thế nào? Vậy trợ thủ thật lâu mới phản ứng được, chỉ chỉ liền màn ảnh lớn, nói, đội trưởng, thật có phát hiện, bất quá cái này phát hiện cực kỳ không đúng. Hơn nữa chuyện này, tựa hồ vẫn cùng Diệp Tiên Sinh có liên quan. Kim lãnh nhạn ngẩn ra, ánh mắt ngưng mắt nhìn màn ảnh, nàng phát hiện trong màn ảnh hình ảnh chính là nhiều năm trước Vân Hồ Sơn Trang quản chế quản chế bên trong có Diệp Thiên Chính, cũng có Giang Nữ Dung, còn có Lâm Tuyệt Long. Phần này quản chế bản bị người hủy diệt, bất quá sau đó thông qua hoa hạ kỹ thuật viên một tháng thời gian cố gắng, vẫn là khôi phục. Kim lãnh nhạn vậy xem qua phần này quản chế nhiều lần, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chỉ bất quá, mỗi lần thấy Diệp Thần bị mẹ thân Giang Nữ Dung đẩy xuống nước hồ, nàng không khỏi cảm khái vạn phần. Cái này đẩy một cái, coi như là thay đổi toàn bộ hoa hạ vận mệnh lúc ấy ai có thể nghĩ đến cái đó tiếng xấu rõ ràng ninh ba phế vật sẽ trở thành là hoa hạ bất bại chiến thần phần này quản chế ta xem qua mấy lần không có gì đặc biệt kim lãnh nhạn tùy ý nói nhưng mà vậy trợ chợ thủ chợt lắc đầu làm việc trong tay bàn là ngay tức thì định cách hình ảnh theo dõi bị phóng đại toàn bộ màn hình led mạc trên là một cái bé gái mặt chuyện lớn như vậy chiếu lý mà nói bé gái hẳn kinh hoàng thất thố nhưng là giờ phút này nhưng là cực kỳ chấn định thậm chí khóe môi nhếch lên một đạo nụ cười. Quá quỷ dị. Kim lãnh nhạn cảm giác được sự việc không đúng, nhưng vẫn là phát biểu ý kiến nói, cái này cũng không kỳ quái, có lẽ cái này nhỏ trong lòng cô bé có vấn đề đâu. Trợ thủ tiếp tục lắc đầu, tiếp tục làm việc màn ảnh, ngay tức thì, trong màn ảnh định cách hình ảnh thu nhỏ lại, hơn nữa xuất hiện khác ba cái hình ảnh. Giờ khác này, Kim lãnh nhạn diễn cảm động lại. Bởi vì cái này ba cái hình ảnh, tất cả đều là bé gái mặt. Cái này cũng không cổ quái. Cổ quái chính là bốn cái trong hình thời gian. Phân biệt kém 10 phút. 10 phút đồng thời xuất hiện ở Hoa Hạ Đông Nam Tây Bắc bốn cái địa phương. Coi như là người tu luyện cũng không cách nào làm được à. Hồ Chi một cái tay chói gà không chặt cô gái. Tập 1663. Trợ thủ lại tiếp tục làm việc dậy bàn là. Rất nhanh lét màn ảnh lớn trên xuất hiện một bộ quỹ tích đồ. Căn cứ Vân Hồ Sơn trang hồ sơ tới xem cái này bé gái là Vân Hồ Sơn Trang Diệp ra vấn đề mấu chốt. Còn nữa, bé gái những năm này quỹ tích đều đang trong lòng đất vùng lân cận. Mà cái đó năng lượng điểm đỏ cũng lớn gửi vào cô bé này quản chế quỹ tích giống in. Kim đội trưởng, ngươi hoài nghi không có sai. Bất quá long mạch và linh khí dị biến, phải chăng và bé gái có liên quan, còn không chứng cứ xác thực. Nhưng dưới mắt mấu chốt, nhất định phải tìm được cái này thần bí bé gái. Giờ khắc này, Kim lãnh nhạn sau lưng có chút lạnh cả người. Những năm này, nàng vậy coi là tiếp xúc một ít chuyện kiện, nhưng là như vậy linh dị chưa bao giờ xuất hiện. Cô lôn hư có quy tắc hạn chế, biến dạng hư không thủ đoạn căn bản không có thể. Nhưng đối phương lại là làm sao làm được. Mấu chốt quỹ tích lại là như vậy giống in. Bất quá nàng vẫn không quá tin tưởng và bé gái có liên quan. Người phụ nữ trực giác nói cho nàng, bé gái tựa hồ vậy đang điều tra chuyện này hơn nữa đã có mặt mũi suy tính mấy giây kim lãnh nhạn nói thẳng khởi động tất cả tài nguyên điều tra cái này bé gái coi như đào một mét cũng phải đem nàng tìm ra còn nữa cái này bé gái có chút vấn đề đặc biệt một khi phát hiện lập tức bẩm báo không nên kinh động nàng nàng có thể cực kỳ nguy hiểm lời này vừa nói ra trợ thủ thậm chí còn tại chỗ tất cả người tu luyện cũng ngưng trọng tựa như một loại sợ hãi lan tràn ra lần trước cái loại này sợ hãi vẫn là nhiều năm trước đó là diệp thần và lâm tuyệt long đánh một trận núi côn lôn trên đỉnh núi mây mù vờn quanh một cây dài cỡ mấy chục mét trên cây lớn từ trên tới hạ treo một cái nguyên mộc xích đu xích đu lay động phía trên lại nằm một cái bé gái bé gái trong ngực ôm một hộp anh đào khá là nhàn nhã nằm ở xích đu bên trên thậm chí không ngừng có anh đào tử phun ra ngoài mà đang ở cái này thích ý lúc đó bé gái diễn cảm đột nhiên thay đổi chợt ngồi dậy con ngươi ngưng mắt nhìn một phương hướng lão đầu này tại sao lại đuổi theo tới xong chưa cô lôn hư linh khí cũng dị biến không quan tâm hạ mình luôn là điều tra ta có tật xấu sao nói xong bé gái sau lưng lại treo nổi lên một cái cổ xưa bia đá hư ảnh trên tấm bia đá có cực kỳ mịt mờ chữ viết nếu như diệp thần ở chỗ này tất nhiên sẽ phát hiện đây cũng là luân hồi huyền bi mà đang ở huyền bia hư ảnh xuất hiện nháy mắt, sau lưng cô bé hư không đột nhiên biến dạng. Vô số phạm văn ở bé gái quanh thân xoay tròn. Nháy mắt tức thì, bé gái biến mất. Mà vậy hộp anh đào cũng là tự do rơi thể, rơi ở trên mặt đất, tán lạc chạy đi. Ngay tại bé gái biến mất mấy giây sau đó, một người mặc đạo bảo ông già xuất hiện ở cây lớn vùng lân cận. Ông lão mặt mũi cực kỳ giống vĩnh hằng thánh vương hắn dĩ nhiên là vĩnh hằng thánh vương ở hoa hạ một đạo phân thân. Cái này phân thân, ở Diệp Thần bước vào linh võ đại lục trước, và Diệp Thần có rất nhiều đồng thời xuất hiện. Vĩnh hằng thánh vương lại là đem lấy tên là Quách Hải Vân. Quách Hải Vân nhìn trống rỗng chung quanh, đột nhiên, con ngươi đông lại một cái, tầm mắt rơi ở trên mặt đất anh đảo bên trên. Hắn thần sắc ngưng trọng, ngón tay bắt pháp quyết, trong không khí màu vàng kim chữ viết lưu chuyển. Nhưng là, rất nhanh liền tiêu tán. Quách Hải Vân thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, cái này bé gái thành tựu Luân Hồi Huyền Bi, đạo hạnh quá sâu, ta thuật pháp cũng không cách nào tra xem. Sợ rằng, 10 khối Luân Hồi Huyền Bi bên trong, con bé này là nhất tinh tồn tại. Nhân tinh, đều khó truy tìm, hú chi là cái này thế gian kỳ vật Luân Hồi Huyền Bi à. Bất quá, bé gái, ngươi chỉ cần chân đạp mảnh đất này bên trên, ta định có thể đem ngươi truy tìm. Chỉ bất quá cái này bên trong phải tốn giá phải trả không nhỏ ngươi từ nhiều năm trước liền xuất hiện ở đây phiến đất đai, tuyệt đối có người lý do. Nói xong câu này nói, Quách Hải Vân quanh thân chính là hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, hướng một phương hướng lao đi. Hình ảnh quay về, dưới vực thành, nặng khói ngoài điện. Diệp thần tựa như nghe được nổ tin tức, khẽ cao mày, vĩnh lão, ngươi nói đột biến. Kết quả là ý gì? Vĩnh Hằng Thánh Vương lắc đầu một cái, ta bản thể không trở về, cụ thể cũng không biết, đây là ta chỗ kia phân thân quách hải vân mang về tin tức cô lôn hư lòng đất thành tựu linh khí ổn dục trung tâm cơ duyên và vận thế cũng là lòng đất vật tạo thành lần này dị biến đây đối với rất nhiều người mà nói đều không là một chuyện tốt linh võ đại lục và thần quốc phải đối mặt diệt thế tai ương cô lôn hư cũng có thể như vậy bất quá quách hải vân cũng không có lập tức để cho người ta lên đường thuyết minh sự việc còn không nghiêm trọng người tạm thời vẫn là an tâm ở thần quốc thần quốc sự việc đã quá khó giải quyết. Bên kia có người đặc biệt đi đối phó, Kim Lãnh Nhạn hiện tại trở thành đội trưởng, danh tiếng khá lớn, nàng làm việc, vẫn là đáng ngươi tín nhiệm. Nếu như lần sau gặp mặt, có thể chính là ngươi lên đường lúc trở về. Tốt lắm, ta cũng kém không nhiều nên rời đi, viêm khôn vẫn còn ở lịch luyện, cần ta nhìn chằm chằm. Đúng rồi, cuối cùng cho ngươi một câu thành thật khuyên, đối đãi thiên ma dù sao cũng muốn chú ý. Lần trước đánh một trận, bất quá là bữa ăn trước điểm tâm thôi. Diệp thần hơi ngẩn ra, trong đầu hắn nổi lên một đạo tư thế oai hùng hiên ngang đẹp bóng người. Ban đầu ở Ninh Ba, và hắn đồng thời xuất hiện nhiều nhất gia tộc có thể chính là Kim Gia. Đáng tiếc, Kim Gia xa sút hắn hy vọng để cho Kim Lãnh Nhạn phấn khởi, liền dẫn nàng gia nhập Long Hồn. Vốn cho là Kim Lãnh Nhạn sẽ rất mau rời đội, lại không nghĩ rằng mấy năm sau đó lại trở thành đội trưởng. Sợ rằng Kim Lãnh Nhạn tu luyện thực lực vậy thật to tăng lên, dù là thả vào côn lôn hư tông môn vậy đủ nhìn có lẽ đây chính là đời người không chỉ kim lãnh nhạn diệp thần trong đầu còn hiện lên rất nhiều đạo thân ảnh chu nhã ngụy dĩnh bách lý băng a nhược ảnh ô hân lan lạc giao vân vân những người này có tốt không còn có mình phụ mẫu cùng với y thần môn quang minh điện diệp thần không phải chưa từng nghĩ trở về chỉ bất quá thần quốc hiện tại diệt thế tai ương đang ở trước mắt Hắn là phục ma điện người tâm phúc, nếu như rời đi, thiên ma hạ xuống, thần quốc vô số dân chúng lại nên làm cái gì? Diệp Thần tự xưng là không phải cái gì chúa cứu thế, nhưng là hắn muốn là người bên người làm một ít khả năng cho phép sự việc. Sợ rằng năm đó luân hồi chi chủ cũng là như vậy ý tưởng đi. Còn như mình kiếp trước vì sao sẽ chết tại Huyền Cơ Nguyệt tay, Diệp Thần tổng cảm thấy có chút kỳ hoặc. Mình không thể nào không đề phòng Phạm Huyền Cơ Nguyệt, cũng không khả năng như thế dễ dàng được an bài đáng tiếc hắn đến trước mắt đều không cách nào thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước nếu không hết thảy phỏng đoán cũng sáng tỏ làm diệp thần phục hồi tinh thần lại phát hiện vĩnh lão đã biến mất hắn đã sớm thói quen vĩnh lão xuất quỷ nhập thần mặc dù mình bây giờ võ đạo thực lực có thể mạnh hơn vĩnh lão nhưng vĩnh lão tổng cho hắn một loại không cách nào nhìn thấu cảm giác có lẽ đây chính là vĩnh hằng nhất tộc huyết mạch đáng sợ đi nghĩ tới đây diệp thần ngẩng đầu lên Nhìn về phía Thương khung, Ngưng Trọng nói, cũng không biết nhược Tuyết tình huống như thế nào, cũng nên hồi một chuyến phục ma điện. Cùng lúc đó, xung quang nơi chôn cất. Bầu không khí ngưng trọng đến mức tận cùng. Đoạn thời gian này, đối với Hạ Nhược Tuyết mà nói, Tiểu Bạch là nàng bạn tốt nhất. Tiểu Bạch xuất hiện, để cho nàng tu luyện kiếp sống lại nữa khô khan. Hơn nữa, Tiểu Bạch giá trị quá trọng yếu. A, à, Viêm Thiên Long thần số đến cuối cùng, gặp Hạ Nhược Tuyết còn do dự tay cầm đao nhất thời gân xanh nổ tung, quát lên, nếu như thế, vậy mọi người cùng nhau chết đi. Mắt xem thì phải một đao xóa đi tiểu bạch sinh mạng, không muốn. Hạ nhược tuyết kêu to, nước mắt nhỏ giọt xuống, nói, được, ta cùng ngươi trở về, chớ làm tổn thương tiểu bạch. Nghe vậy, viêm thiên long thần thần kinh cẳng thẳng vậy lòng xuống, nói, rất tốt, hạ cô nương trọng tình trọng nghĩa, ta rất là bội phục, nơi này có một viên bi xốp giòn cổ đan, ngươi uống vào, ta lại mang ngươi hồi thiên đạo cung. Viêm thiên long thần móc ra một viên đan dược, ném cho hạ nhược tuyết. Viên đan dược này, toàn thân xanh thẫm, tựa hồ nhúng liền kịch độc, tràn ngập từng tia không rõ hơi thở, kêu bi xốp giòn cổ đan, là thiên đạo cung trộm đào câu trần đại đế mộ phủ. Lấy được bàng môn đan dược, sau khi uống, có thể tạm thời khép kín người linh khí, làm người ta cả người gân cốt xốp giòn mềm, xứ không ra một chút khí lực. Hạ nhược tuyết tiếp lấy đan dược, ánh mắt một hồi vùng vẫy. Tuyết tỷ tỷ, không muốn, không muốn à. Tiểu bạch lớn tiếng kêu lên. Hạ nhược tuyết cắn răng, ánh mắt đột nhiên đoạn tuyệt, trực tiếp ăn vào đan dược. Tào. Ngay tức thì, bi xốp giòn cổ đan dược lực tan ra, nàng cả người bốc ra từng luồng quỷ dị lam quang, linh lực nguyên khí nhất thời tán loạn. Trong thiên địa ánh trăng, thoáng chốc tan biến không còn dấu tích, ánh mặt trời rực rỡ, lần nữa chiếu khắp mặt đất. Mà hạ nhược tuyết, vậy cảm thấy cả người kinh mạch tê liệt, xương phát tô, liền một chút thần thông cũng không xử ra được thiếu chút nữa thì muốn rơi xuống ngay cả đứng đều khó khăn có thể thả tiểu bạch liền chứ hạ nhược tuyết ngẩng đầu nhìn viêm thiên long thần không thành vấn đề hạ cô nương chất phác thẳng thắn ta tự nhiên cũng không rông dài bất quá vị này diệp lăng thiên huynh đệ tốt nhất cách ta xa một chút nếu không diệp huynh đệ đột nhiên làm khó dễ ta có thể không chịu nổi viêm thiên long thần nhìn bên cạnh diệp lăng thiên ánh mắt mang theo vẻ kiên kỵ hắn lúc này bị trọng thương nếu như diệp lăng thiên muốn động thủ hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhanh lên một chút thả người diệp lăng thiên ánh mắt căm tức nhìn cố kỵ tiểu bạch tánh mạng dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là xa xa lui về phía sau rất nhanh hai người kéo ra đầy đủ khoảng cách thấy vậy viêm thiên long thần thở phào nhẹ nhõm nói non xanh còn đó nước biếc còn dài chúng ta giang hồ tạm biệt lúc này buông tiểu bạch xoay người bắt hạ nhược tuyết hóa là một cái tràn ngập cao nhất ngọn lửa rồng thần chạy trốn xa đi tuyết tỷ tỷ tiểu bạch từ trong quỷ muôn quan đi về tới nhưng không có vui sướng chút nào mặt đầy bi thương vẻ trơ mắt nhìn hạ nhược tuyết bị viêm thiên long thần bắt đi nếu như không phải là vì cứu nàng hạ nhược tuyết tuyệt đối sẽ không luân lạc đến đây diệp lang thiên bước chân động một cái muốn đuổi theo nhưng cuối cùng khoảng cách quá xa vậy không theo đuổi huống chi coi như đuổi kịp hạ nhược tuyết ở viêm thiên long thần thủ bên trong một khi người sau liều mạng hạ nhược tuyết hẳn phải chết diệp lăng thiên đại ca làm thế nào tiểu bạch tâm loạn như ma không biết như thế nào cho phải đi phục ma điện bẩm báo điện chủ mời hắn định đoạt diệp lăng thiên sắc mặt trầm xuống hạ nhược tuyết bị thiên đạo cung bắt đi tình hình bây giờ chỉ có thể hướng diệp thần bẩm báo để cho hắn nghĩ biện pháp cứu người được hy vọng diệp thần ca ca có biện pháp Tiểu Bạch ngưng trọng gật đầu một cái, cũng không đoái hoài được thương thế. Lúc này cùng Diệp Lăng Thiên rời đi sùng quang nơi chôn cất, đi phục ma điện, chuẩn bị nói cho Diệp Thần hết thảy. Mà lúc này, Viêm Thiên Long Thần đã áp giải hạ nhược tuyết, trở lại thiên đạo cung. Vừa mới tới thiên đạo cung Sơn Môn, hắn nhưng phát hiện phía trước có một đạo quen thuộc bóng người, chính là Thiên Lang. Thiên Lang trở về. Ở hắn bên người, còn đi theo một đầu tầm vóc hùng tráng, toàn thân lông xù cự thú, nhưng là một đầu sơn tiêu Viêm thiên long thần tim giật mình Tỉnh bơ, kêu lên Thiên lang, ngươi trở về À, viêm thiên đại nhân, ngươi Thiên lang quay đầu lại Nhìn xem viêm thiên long thần bên người hạ nhược tuyết Người sau một mặt bàng hoàng Đang đánh giá thiên đạo cung khắp nơi phong cảnh Ha ha Phụng cung chủ đại nhân mệnh lệnh Bắt tội nữ hạ nhược tuyết May mắn không làm nhục mệnh Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ Bên người ngươi vị này là Viêm Thiên Long Thần nhìn về Thiên Lang bên người Sơn Tiêu cự thú, không khỏi nhíu mày một cái. Đầu này Sơn Tiêu, trên khuôn mặt mang như đưa đám suy sụp tinh thần thần sắc, tựa hồ gặp cái gì đả kích chí mạng. Viêm Thiên đại nhân, ta vội tới ngươi giới thiệu, vị này là thượng giới nữ hoàng bên người thủ hộ linh, Hoang Cổ Đế Tiêu. Trước đây gặp bất hạnh cường địch, nghiêm trọng bị nhục, dưới mắt muốn đầu dựa vào chúng ta Thiên Đạo cung. Thiên Lang ra dấu động tác tay, lại hướng núi kia Tiêu giới thiệu, Đế Tiêu đại nhân, Vị này là ta thiên đạo cung hạch tâm trưởng lão, viêm thiên long thần đại nhân. Hạnh hội, hạnh hội. Hoang cổ đế tiêu chỉnh đốn tinh thần, hướng viêm thiên long thần chắp tay, giọng bên trong, vẫn khó mà che giấu mệt mỏi tịch mịch ý. Hoang cổ đế tiêu, nguyên lai các hạ chính là nữ hoàng giới quyền, thiên hoang địa lão bốn lớn thủ hộ linh một trong, được gọi là võ đạo trí tôn hoang cổ đế tiêu. Viêm thiên long thần rất khiếp sợ, hắn cũng nghe qua thiên hoang địa lão truyền thuyết một chút không quan trọng thanh danh để cho viêm thiên đại nhân chê cười. Hoang cổ đế tiêu một mặt cười khổ, mặt đầy tràn đầy không biết làm sao. Nguyên lai ban đầu ở dưới vực thành, nó và tiểu hoàng đánh một trận, bị hoàn toàn chiếm đoạt, nhưng sau đó nhỏ máu sống lại, lại sống đến giờ. Năm đó, luân hồi chi chủ và vận mệnh đứng đầu, dùng tự thân máu tươi xương tủy, chế tạo ra thiên hoang địa lão bốn lớn thủ hộ linh, mỗi một đầu thủ hộ linh đều có nghịch thiên thần uy. Đi qua vô tận năm tháng tu luyện, Hoang Cổ Đế Tiêu đã âm thầm lĩnh ngộ huyết mạch tinh túy, nắm giữ một chút luân hồi bí ẩn. Luân hồi lực lượng có thể để cho người chết to sinh, để cho thiên địa vĩnh hằng bất diệt. Dựa vào cái này một chút luân hồi năng lượng, nó coi như bị giết chết, bị chiếm đoạt, cũng không có hoàn toàn chết, trực tiếp nhỏ máu sống lại, khôi phục hình thể. Sau khi sống lại Hoang Cổ Đế Tiêu, huyết mạch vẫn cường hãn, nhưng hơi thở thật to suy yếu, tùy tiện một cái thiên thần cảnh trung kỳ võ giả cũng có thể giết chết nó. Cho nên, nó muốn đầu dựa vào thiên đạo cung, tìm kiếm che chở, an tâm tu luyện, từ từ khôi phục trước kia tu vi. Đế tiêu đại nhân muốn đầu dựa vào ta thiên đạo cung, cung chủ đại nhân nhất định hoan nghênh, ha ha, thiên lang, ngươi mau dẫn đế tiêu đại nhân đi ý kiến cung chủ. Viêm thiên long thần cười một tiếng, trong mắt chỗ sâu không giấu vết, lộ ra một chút ý định giết người. Thiên lang đã phản bội, lần này hắn hồi cung, sẽ không có kết quả tốt, bất quá ra ý liệu, hắn lại có thể mang theo Hoang Cổ Đế Tiêu trở về, cũng coi là thiên đạo cung vận khí. Hoang Cổ Đế Tiêu ẩn giấu thực lực, vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần cho nó một chút thời gian để cho nó khôi phục hơi thở, nhất định có thể thành là thiên đạo cung tuyệt đại trợ lực. Được, Viêm Thiên đại nhân, ta đi vào trước. Thiên Lang chắp tay, cũng không biết nguy hiểm đã hạ xuống, lập tức mang Hoang Cổ Đế Tiêu đạp vào sơn môn. Tập 1664 Viêm Thiên Long Thần cười híp mắt gật đầu một cái, tâm tình rất là thoải mái, lập tức vậy áp giải Hạ Nhược Tuyết rời đi. Rất nhanh, hắn áp giải Hạ Nhược Tuyết đi tới lòng đất lao ngục bên trong. Cái này phiến lao ngục, hơi thở âm trầm, tràn ngập đè nén hơi thở. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ đặc biệt kinh ngạc, bởi vì hắn luân hồi mộ địa bên trong đại năng các tiền bối, rất nhiều đều bị nhốt ở nơi đây, cả người bị xiềng xích trói, hơi thở cũng bị hạn chế còn có thiên cơ đạo nhân cũng bị nhốt đặt ở chỗ này hình dáng vất vả suy sụp tinh thần trên mình hiện đầy hình phạt vết thương hiển nhiên gặp qua đáng sợ cực hình hành hạ hạ nhược tuyết nhìn khắp bốn phía nhìn từng vị đại năng tiền bối trong con người xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc những thứ này bị kẹt đại năng đều là diệp thần sư tôn sau lưng của bọn họ có đế uyên điện và thượng giới bóng dáng hiên viên mặc tà tống giam bọn họ là muốn hoàn toàn xóa đi luân hồi chi chủ chuyển thế sống lại chém cắt hết thảy nhân quả. Vị này chính là thiên cơ đạo nhân, hiên viên mặc tà muốn giết sư phụ chứng đạo. Hạ nhược tuyết ánh mắt chớp động, trong lòng không ngừng bàn tư. Nàng luyện thành minh nguyệt thiên thư sau đó, đã nắm giữ một chút nguyên đạo bí ẩn, có thể theo dõi thiên địa cuối cùng nhân quả. Cho nên, nàng vừa nhìn thấy những thứ này bị kẹt đại năng, liền suy diễn ra rất nhiều ngày cơ hội số mạng, như vỗ lên xem văn, hết thảy rành rành trong mắt. Có thể tưởng tượng được, nguyên hơi thở, có đáng sợ giường nào, cả thiên địa cuối cùng nhân quả cũng có thể theo dõi. Truyền thuyết bên trong, nắm giữ cao nhất nguyên khí cường giả đứng đầu, trong lòng bàn tay có tinh không sinh diệt, có thể một mắt nhìn thấu chư thiên vũ trụ cuối cùng kết cục, cảnh giới nghịch thiên đến không cách nào tưởng tượng bước. Bất quá, hạ nhược tuyết chỉ nắm giữ một chút nguyên khí, khoảng cách đứng đầu nhất cảnh giới, không biết còn có bao nhiêu xa xôi. Cho ta đi vào, chờ cung chủ đại nhân xử trí. Viêm Thiên Long Thần đã mở một tòa không phòng giam, đem Hạ Nhược Tuyết đẩy vào, vung tay lên, từng cây một xiềng xích trói buộc nàng, hoàn toàn đem nàng nhốt lại. Làm xong hết thảy các thứ này, Viêm Thiên Long Thần xoay người rời đi. Bắt Hạ Nhược Tuyết nhiệm vụ, hắn đã hoàn toàn hoàn thành, tiếp theo, liền giao cho Hiên Viên Mặc Tà định đoạt. Mà lúc này, Thiên Đạo cùng chỗ sâu, xung quang thần hà cung chủ điện. Tại Hạ Hoang Cổ Đế Tiêu, bái kiến Hiên Viên đại nhân. Hoang Cổ Đế Tiêu quỳ xuống đất, thái độ cung kính. Không cần đa lễ. Loan điện bên trên, hiên viên mặc tà đang khâm mà ngồi, ánh mắt mang theo một nụ cười châm biếm. Sắc mặt hắn hơi có chút trắng bệch, viêm thiên long thần mang đi tinh đế kiếm phủ, gặp thảm đánh rơi, hắn vậy được không nhỏ tổn thương, nhưng thật may. Mới vừa từ thiên lang trong miệng, hắn đã biết hạ nhược tuyết phục tội, kết cục cuối cùng là hoàn toàn, một chút linh lực tổn thất không thành vấn đề. Đa tạ hiên viên đại nhân Hoang cổ đế tiêu đứng lên, có chút cục xúc bất an, dẫu sao nơi này là thiên đạo cung địa bàn, không phải thượng giới. Mà hiên viên mặc tà lang tử giã tâm, nó cũng có nơi nghe, liền nữ hoàng huyền cơ nguyệt cũng phải đề phòng ba phần. Nó tự nhiên không dám khinh thường, nếu như không phải là chân thực tuyệt lộ, nó tuyệt đối sẽ không bỏ cho dựa vào thiên đạo cung. Đế tiêu đại nhân, ngươi bị diệp thần và hắn thú cương giết chết, dưới mắt nhỏ máu sống lại, hơi thở suy yếu, muốn mượn ta thiên đạo cung che chở, an tâm điều tức tu luyện hiên viên mặc tà híp mắt ai cũng không nhìn thấu hắn đang tính toán chút gì đúng vậy mong rằng hiên viên đại nhân tác thành hoang cổ đế tiêu thành khẩn nói ha ha không biết nữ hoàng tôn thượng có biết hay không đế tiêu đại nhân đã sống lại hiên viên mặc tà tỉnh bơ đặt câu hỏi hoang cổ đế tiêu giật mình trong lòng yên lặng một hồi nói nữ hoàng nàng đã biết được phân phó ta tạm thời đầu dựa vào đại nhân tìm kiếm che chở thật ra thì nó nhỏ máu sống lại sự việc huyền cơ nguyệt căn bản không biết bởi vì liên liên huyền cơ nguyệt cũng không nghĩ tới hoang cổ đế tiêu như thế lợi hại đã âm thầm nắm giữ một chút luân hồi bí ẩn bất quá hoang cổ đế tiêu không dám tiết lộ thật tình một khi bị hiên viên mặc tà biết mình đã không chỗ nương tựa hoàn toàn tuyệt lộ nhất định sẽ chọc tới đại họa ngút trời cho nên nó mang ra huyền cơ nguyệt danh tiếng chỉ mong có thể rung động hiên viên mặc tà để cho hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ ha ha đế tiêu đại nhân tội gì nói bừa ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi đã tuyệt lộ cần gì phải cầm nữ hoàng danh tiếng hù dọa ta hiên viên mặc tà khẽ mỉm cười nhìn hoang cổ đế tiêu tựa như thấy được một đầu đợi làm thịt dê con hiên viên đại nhân hoang cổ đế tiêu cả người chấn động một cái sống lưng lông tơ từng cây một sơ lên ra đầu tê dại mơ hồ bắt được một chút ý định giết người hừ nữ hoàng mượn thượng giới thiên uy nhiều lần lấn áp ta ngươi còn dám đầu dựa vào ta, đây là tự tìm đường chết. Hiên viên mặc tà ánh mắt bỗng nhiên biến hóa, đăng đăng sát khí, vung tay lên, mấy chục cầm ác liệt phi kiếm, mãnh liệt phá giết ra. suy suy vang dội, rơi vào hoang cổ đế tiêu quanh thân, tạo thành một cái kiếm tù, ngay tức thì đem nó vây khốn. Hiên viên mặc tà, ngươi muốn làm cái gì? Hoang cổ đế tiêu sắc mặt đại biến. Hừ, huyết mạch ngươi tinh khí, như vậy rồi rào, ta nếu như cầm ngươi đưa vào lò luyện đan, luyện thành đan dược tất có thể tăng tiến tu vi thật to tư bổ hiên viên mặc tà bàn tay động một cái vậy một cái thanh phi kiếm nhất thời thả ra bén kiếm khí hung hăng chém chém hoang cổ đế tiêu chém ra từng đạo giữ tợn vết thương a à, kiếm tù bên trong hoang cổ đế tiêu lạc giọng kêu to vành mắt hết sức nứt ra hét hiên viên mặc tà ngươi chết không được tử tế ngươi dám như thế đối phó ta sẽ không sợ bị nữ hoàng bệ hạ biết ha ha cái họ kia huyền tiện nhân nàng có thể biết cái gì. Chờ ta nghịch luyện hồng mông, chứng đạo thành công, ta sớm muộn phải giết tới bầu trời, đem nàng bầm thây vạn đoạn. Hiên viên mặc tà giọng dày đặc, bàn tay huy động gian, kiếm khí càng mãnh liệt hơn, cắt kim loại được hoang cổ đế tiêu cả người là tổn thương, máu tươi đầm đìa. Cung chủ đại nhân, bình tĩnh. Thiên lang thấy một màn này, lật đật nhắc nhở. Hoang cổ đế tiêu, dẫu sao là huyền cơ nguyệt giới quyền thủ hộ linh, hiên viên mặc tà như vậy tàn nhẫn hành hạ, một khi bị huyền cơ nguyệt biết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hừ, ngươi tên phản đồ này, cho ta im miệng. Hiên viên mặc tà cam tức nhìn thiên lang, ánh mắt hiện đầy tức giận. Nghe được phản đồ hai chữ, thiên lang cả người chấn động một cái, đầu ông ông tác hưởng, nhất thời sửng sờ tại chỗ. Đừng lấy là ta không biết, ngươi đã đầu phục mặc huyết minh, còn muốn dùng một phần thác loạn điên đảo hồng mông cổ pháp đào hố hại ta, cho ta chết. Hiên viên mặc tà lời nói nghiêm nghị, cong ngón tay bắn ra một món tinh đế kiếm khí giết ra chém thẳng thiên lang thiên lang nhìn kiếm khí giết tới than thở một tiếng đứng tại chỗ cũng không có phân biệt càng không có né tránh ánh mắt mang theo đoạn tuyệt im lặng chờ chết suy kiếm khí giết tới hắn phía trước nhưng bỗng nhiên dừng lại hiên viên mặc tà dừng lại ở động tác cau mày nhìn hắn nói vì sao không tránh ngươi không muốn giải thích cái gì không thiên lang lắc đầu một cái thở dài một tiếng nói cung chủ đại nhân, ta phản bội ngươi, tội đáng chết vạn lần, không có gì đáng nói. Lúc này hiên viên mặc tà, ấn đường mang huyết quang, đây là nghịch luyện hồng mông kết cục thảm hại, đã xuất hiện điểm đại hung. Thiên lang nội tâm bên trong, chỉ cảm thấy tội nghiệt sâu nặng, nếu như không phải là hắn, hiên viên mặc tà cũng sẽ không tiếp xúc tới vậy điên đảo thác loạn hồng mông của Pháp. Cho nên, hắn chỉ cầu vừa chết, cọ rửa tội lỗi của mình. Hiên viên mặc tà nhìn trời chó sói quyết tuyệt hình dáng, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, lẩm bẩm nói, xem bộ dáng của ngươi, tựa hồ vậy không phải cố ý muốn phản bội ta. Ngay lúc nói chuyện, Hiên Viên Mặc Tà sử dụng một mặt kiếng bát quái, đạo đạo linh quyết đánh ra. Vậy kiếng bát quái thanh long chiếm cứ, trên mặt kiếng lướt qua rất nhiều hình ảnh, các loại số mạng nhân quả, từng cái hiện lên. Bát quái kính này lại là thanh long định hồn kính, là thiên cơ đạo nhân hồng mông trí bảo, có vô cùng lợi hại suy diễn xem bói hiệu quả. Thiên cơ đạo nhân bị tống giam, cái này thanh long định hồn kính tự nhiên cũng rơi vào hiên viên mặc tà trên tay một bức bức hình ảnh không ngừng lướt qua hiên viên mặc tà gương mặt càng ngày càng trắng bệch dùng thanh long định hồn kính suy diễn xem bói cần phải hao phí to lớn linh khí nhưng vì theo dõi thiên lang phản bội bí mật hắn cũng không quản được nhiều như vậy nguyên lai like, ngươi lại là bị mặc huyết minh bức bách hiên viên mặc tà nhìn cái này một bức bức hình ảnh các loại nhân quả hiện lên nhất thời vô cùng khiếp sợ hắn còn tưởng rằng là mặc huyết minh rất nhiều hạ trọng thủ thu mua thiên lang lại không nghĩ rằng nguyên lai là dùng sức mạnh hoành thủ đoạn bức bách thiên lang đi vào khuôn khổ nếu ngươi là bị bắt buộc vì sao không sớm một chút theo ta nói hiên viên mặc tà sắc mặt trầm xuống hỏi bởi vì thiên lang muốn nói nhưng đầu óc tinh thần ấn ký bỗng nhiên đau nhức cái này tinh thần ấn ký là mặc huyết minh chồng chỉ muốn hắn làm ra bất kỳ bất lợi cho mặc huyết minh cử động đều phải gặp phải con dấu cắn trả hành hạ. Ngươi bị chồng tinh thần ấn ký. Hừ, mặc huyết minh chút thủ đoạn nhỏ nhen này, cũng dám ở ta trước mặt phô trương. Sùng quang thụy hà, bảo vệ ngươi chân linh, đi. Hiên viên mặc tà hừ một tiếng, vung tay lên, đầu ngón tay chảy ra từng luồng thụy khí sáng mờ, mang cuồn cuộn hồng mông trí bảo uy nghiêm, bao phủ ở trên trời chó sói trên mình. Nhất thời, thiên lang cảm thấy đầu óc trong sạch, mặc dù tinh thần ấn ký vẫn còn ở, nhưng cắn trả tác dụng đã bị ngăn cách, không cách nào lại phát huy ra tác dụng. Cung chủ đại nhân. Thiên Lang rất khiếp sợ, nhìn Hiên viên Mặc Tà, chỉ gặp người sau gương mặt, đã là hoàn toàn trắng bệch không máu, hiển nhiên hao phí to lớn pháp lực. Ta dùng sùng quang thần hà cung pháp bảo Thiên Uy, tạm thời bảo vệ ngươi chân linh, có thể bảo ngươi thật hồn không mất, ngươi đối với ta trung thành cảnh cảnh, ta tự nhiên vậy sẽ không bạc đãi ngươi. Hiên viên Mặc Tà hơi điều tức, khôi phục hao tổn linh lực chỉ chỉ một bên hoang cổ đế tiêu, nói, đầu này hoang cổ đế tiêu, huyết mạch tinh khí đậm đà. Ta cũng ban cho ngươi, ngươi cắn nuốt nó, có thể khôi phục thượng cổ đại hung huyết mạch lực lượng, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, ngươi trang làm cái gì đều không phát sinh hình dáng, trở về mặc huyết minh bên người, thay ta thăm dò tình báo. Nghe vậy, thiên lang hoàn toàn ngây dại, không nghĩ tới hiên viên mặc tà không chỉ không có trách phạt hắn, ngược lại tiêu hao linh lực, bảo vệ hắn thật hồn, hơn nữa còn phải đem hoang cổ đế tiêu ban cho hắn. Hiên viên mặc tà, ngươi muốn làm gì, ngươi thật muốn giết ta, ngươi sẽ không sợ nữ hoàng lửa giận. Hoang cổ đế tiêu rất chấn động, một khi rơi vào thiên lang trong tay, nó sẽ bị hoàn toàn chiếm đoạt, không có lại sống sót có thể. Ở nhỏ máu sống lại sau đó, nó trong huyết mạch luân hồi hơi thở, vận mệnh hơi thở, đã hoàn toàn thất lạc, không thể nào lại trọng sinh lần thứ hai. Hừ, họ huyền con tiện nhân kia, ta sợ nàng làm chi. Hiên viên mặc tà hừ lạnh một tiếng, bàn tay huy động gian kiếm tù sắc khí kịch liệt hơn, chém cắt được hoang cổ đế tiêu kêu thảm thiết liền liền. Thiên Lang, đầu này sơn tiêu, liền giao cho ngươi xử trí. Quay đầu ngươi trở về Minh Điện, thay ta tra rõ mặc huyết Minh chiều hướng. Thí sư đại hội lại sắp tới, không biết hắn có động tác gì. Hiên viên mặc tà phân phó, hắn dự định để cho Thiên Lang làm gián điệp hai mặt. Ừ, đại nhân. Thiên Lang kích động không thôi. Không nghĩ tới mình còn có lần nữa trở về thiên đạo cung cơ hội, lúc này kéo Hoang Cổ Đế Tiêu lui ra. Hiên viên Mặc Tà, ngươi chết không được tử tế. Hoang Cổ Đế Tiêu liền liền mắng, giọng mang mút trời tức giận. Hiên viên Mặc Tà mặt không đổi sắc, rất nhanh, hắn liền nghe phía ngoài truyền tới một hồi kinh thiên lang hống, còn có núi tiêu kêu thảm thiết, sau đó là chiếm đoạt máu thịt, bóc lột thẩm tệ đáng sợ thanh âm. Cuối cùng, hết thảy bình tĩnh, tựa như cái gì cũng chưa có phát sinh qua cung chủ đại nhân. Một đạo thân ảnh xì xì sách sách đi vào, nhưng là viêm thiên long thần. Thiên lang tên phản đồ này, ngươi thả qua hắn. Mới vừa ở bên ngoài, thiên lang chiếm đoạt hoang cổ đế tiêu máu tanh hình ảnh, hắn cũng nhìn thấy. Ừ, hắn đặc biệt trung tâm, phản bội cũng là hành động bất đắc dĩ, mặc huyết minh để cho hắn trở thành ta phản đồ, hồi nào không thể để cho mặc huyết minh hưởng thụ một tí phản bội cảm giác. Hiên viên mặc tà mỉm cười nói cung chủ đại nhân mưu kế sâu xa, thuộc hạ bội phục. Viêm thiên long thần cả người kịch chấn, lại không nghĩ rằng hắn còn có cái mưu này hoa. Dừng một chút, nói, hạ nhược tuyết tội kia nữ, đã bị thuộc hạ chộp được, đang tống giam tại hầm giam bên trong, đế uyên điện đánh mất tiểu nguyên thuật. Vậy Minh Nguyệt Thiên Thư, nguyên lai là bị nàng cầm, hơn nữa nàng còn luyện thành, lĩnh ngộ nguyên đạo bí ẩn, thuộc hạ cũng là trăm ngàn cay đắng, mới rốt cục bắt nàng. Lập tức đem bắt hạ nhược tuyết quá trình, đơn giản nói một lần. Cái gì? Minh Nguyệt Thiên Thư rơi vào trên tay nàng. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Tà vô cùng khiếp sợ, khó khăn trách mình tinh đế kiếm phủ, lại có thể bị hoàn toàn đánh rơi, nguyên lai hạ nhược tuyết luyện thành Minh Nguyệt Thiên Thư, đã nắm giữ nguyên đạo bí ẩn, thực lực coi trời bằng vung, nếu như không phải là Viêm Thiên Long thần dùng con tin lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, căn bản không có khả năng chiến thắng. Ừ, cung chủ đại nhân có thể đi trước cha xem. Viêm Thiên Long thần chắp tay nói, Hiên Viên Mặc Tà sắc mặt âm trầm, lúc này chắp hai tay sau lưng, nhanh chóng chạy tới hầm giam. Hầm giam bên trong, Hạ Nhược Tuyết ngồi xếp bằng, yên lặng điều tức, định lực lượng khôi phục, đột phá khóa hạn chế. Lúc này bi xốp giòn cổ đan dược lực đã hoàn toàn rút đi, nhưng nàng bị xiềng xích những ràng buộc, hơi thở khép kín, không thể vận dụng chút nào pháp lực. Đáng chết! Hạ Nhược Tuyết cắn răng, nếu như có thể tránh ra khỏi khóa những ràng buộc, nàng tuyệt đối có thể trốn bay lên trời lấy nàng cảnh giới tu vi, nếu như nàng muốn đi, hiên viên mặc tà cũng không ngăn được nàng. Nguyên uy lực, chân thực quá mức đáng sợ, lĩnh ngộ nguyên đạo bí ẩn, hạ nhược tuyết thành là thần quốc vạn cổ người thứ nhất, đơn giản là muốn nghịch thiên. Hạ cô nương, đừng vùng vẫy, những thứ này xiềng xích là ngoài bầu trời tinh kim đặc thù đúc, có vô thượng phong tỏa hơi thở, không người có thể tránh thoát. Một vị ông già chậm rãi mở miệng, nhưng là thiên cơ đạo nhân. Hắn tống giam địa phương, vừa vặn ở hạ nhược tuyết bên cạnh. Thiên cơ tiền bối, ngươi biết ta. Hạ Nhược Tuyết một hồi kinh ngạc. Ha ha, lão phu to thông suy diễn thuật pháp, miễn cưỡng suy tính ra cô nương tên họ Lai Lịch. Thiên cơ đạo nhân khẽ mỉm cười, chờ tựa hồ cảm giác được cái gì, sắc mặt chợt biến, nói, đợi một chút, ngươi biết lão phu danh hiệu. Đến đây là hết tập 1660 đến 1664 rồi nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của em ạ. À chúc mọi người có những ngày nghỉ lễ vui vẻ ạ